chương 3321, cổ hòa trưởng giáo. Dấu lớn cố minh hiên cũng không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên sẽ chọn hắn. Bởi vì tại trong mắt rất nhiều người, trưởng giáo bình thường là mạnh nhất. Mà trầm tường nhưng lựa chọn cái này mạnh nhất. Mà cố minh hiên khá là rõ ràng chính hắn thực lực so sánh cái khác tám cái trưởng lão. Hắn chỉ có thể coi là, ngươi quyết định. Cố minh hiên cười lạnh, khắp khuôn mặt là trào phúng, đương nhiên, ngươi lựa chọn ai? kết quả đều giống nhau, liền ngươi tu vi bây giờ. Căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, cái kia là ta một cái tiểu tử, tại sao là các ngươi này đám lão gia hỏa đối thủ. Còn không phải các ngươi khinh người quá đáng. Trầm tường âm thanh tràn ngập một cơn lửa giận, cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc ngươi. Chính là coi trọng hắn tinh hoàng, mới tìm cái các loại lấy cớ để vây quét. Đều là lợi ích của chính mình, này đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Cố Minh Hiên lấy ra một cái thần kiếm màu trắng, thanh kiếm thần này xuất hiện thời điểm. Thần kiếm mặt ngoài bốc lên một trận màu trắng hỏa diễm. Xem ra thật không đơn giản, Tần Sương trước nói với Trầm Tường. Cố Minh Hiên thần kiếm ra nhập sáng đạo thánh thạch là phi thường kiên cố sắc bén thần khí. Để Trầm Tường cẩn thận ứng đối, Cố Minh Hiên cùng cái kia tám đại trưởng lão đều là cổ hỏa thần tông cao tầng cổ hỏa thần tông bên ngoài chính là huyết phong biển lửa qua nhiều năm như vậy bọn họ nhất định có thể tìm tới sáng đạo thánh thạch trầm tường suy đoán tám đại trưởng lão thần khí khẳng định cũng là dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế khả năng so cố minh hiên lợi hại hơn càng nhiều trầm tường gọi ra cửu tiêu thần kiếm hắn cửu tiêu thần kiếm tuy rằng dùng tinh hoàng luyện chế nhưng đối với so sáng đạo thánh thạch còn kém quá có thêm liều Mạng, chỉ cần có thể vượt qua lần này cửa ải khó, ta nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện. Để ta sớm ngày nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, sau đó tới Cổ Hỏa Thần Tông tìm bọn họ đòi lại, trầm. Tường bị Cổ Hỏa Thần Tông bán đi, trong lòng rất là uất ức. Một khi hắn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, nhất định sẽ không bỏ qua cho Cổ Hỏa Thần Tông làm. Sao phân thắng thua? Trầm tường hỏi, chẳng lẽ muốn một mất một còn sao? Sinh. tử phân thắng thua là chuẩn xác ngoài ra chính là mình chịu thua ngươi nếu là nếu không muốn chết ngươi xem thời cơ nhận thua đi ta sẽ thả ngươi một con đường sống ta tin tưởng đến thời điểm ngươi chỉ cần phối hợp cuồng đao tộc bọn họ đem ngươi cướp giật đồ vật của bọn họ trao trả trở lại bọn họ sẽ không làm khó ngươi cố minh hiên một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng thả ngươi đại gia dám trầm tường nhất thời gào thét một tiếng lão tử lúc nào đoạt lấy đám cháu kia đồ vật Người này lão già khốn kiếp có thể chớ có nói hưu nói vượn. Người đường đường cổ hỏa thần tông trưởng giáo, làm sao có thể làm một đám tôn tử mà nói dối. Người muốn rõ ràng, ngươi là trưởng giáo. Không phải một cái nhìn thấy xương sẽ vẫy đuôi xuẩn cẩu cố. Minh Hiên ngẩn người, tất cả mọi người cũng đều sửng sốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế. Mắng quá cố Minh Hiên, cố Minh Hiên nhưng là cổ hỏa thần tông trưởng giáo nha cổ hỏa thần tông mạnh mẽ như vậy một cái tông môn. Trưởng giáo há lại là có thể tùy ý nhục mạ, cổ hỏa thần tông đệ tử độc nhìn thấy chính mình. Trưởng giáo bị mắng, cũng là đầy ngập lửa giận người. Này thực sự là tự đại cuồng, ngần ấy thực lực còn khiêu chiến chúng ta trưởng giáo. Còn ra khẩu không kém, trưởng giáo chờ chút nhất định sẽ giết chết hắn, đây. Rốt cuộc là người nào? Ta xưa nay chưa từng gặp như thế hung hăng ra hòa hắn có thực lực cũng coi như, nhưng hắn bất quá là cái vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh. Như bi, cũng không phải sao, chúng ta tùy tiện một người, liền có thể dẫm chết hắn, người. Bên trong này đều là đệ tử nội môn, đều là bước vào ngạo thế thánh cảnh. Vì lẽ đó bọn họ đối với mình thực lực cũng phi thường tự tin, cố minh hiên tức giận đến nét mặt. Già nua co rúm, bị trầm tường trước mặt mọi người lần này nhục mạ. Khiến cho hắn rất là lúng túng, ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Cố Minh Hiên mặt tối sầm lại hỏi ta. Đương nhiên muốn sống, chỉ có điều các ngươi không cho ta đường sống thôi, hôm nay. Ta mặc dù chết, cũng sẽ không đem tinh hoàng giao cho các ngươi, các ngươi hết hy vọng đi. Các ngươi này đám rác rưởi còn chưa xứng được thái dương lão tổ tinh hoàng, trầm Tường một tay nắm chặt cửu tiêu thần kiếm, một tay nắm chặt lục đạo thần kính. Đã đằng đằng sát khí, được ta xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào cố minh hiên trong tay thần kiếm màu trắng chấn động đột nhiên biến thành màu đỏ nhô ra hỏa diễm dường như huyết hỏa nguyên bản khí thế mười phần trầm tường đột nhiên trở nên bình tĩnh lại nhìn dáng dấp là không muốn đánh làm sao sợ cố minh hiên vừa muốn ra tay nhìn thấy trầm tường chiến ý hoàn toàn không có cảm thấy kỳ quái ta mặc dù đánh bại ngươi ta hôm nay chạy không thoát cổ hỏa thần tông ta nhìn thấy các ngươi đệ tử mỗi một người đều muốn giết ta, còn có tám đại trưởng lão. Cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người ở chỗ này, ta mặc dù thắng. Cũng không có một chút tác dụng nào, ta cố minh hiên lẽ nào sẽ nói hoang hay sao? Cố minh hiên cười lạnh nói nói, ta không tin được ngươi. Bởi vì các ngươi thấy thế nào đều không giống như là đáng tin cậy người. Trầm tường hư lạnh hanh nở nụ cười, chúng ta ký kết huyết khế đi vật này hữu dụng nhất được cố minh hiên cũng muốn nhanh lên một chút đem trầm tường tinh hoàng làm ra đến như vậy cũng tốt cho cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc một câu trả lời thỏa đáng ký kết tốt huyết khế sau khi trầm tường cũng yên tâm rất nhiều chỉ ít hắn dám toàn lực ứng phó đến thời điểm nói không chắc thật có thể đánh bại cố minh hiên lôi bình vân đối bên cạnh lão phụ nhân cười nói tiểu tử này cũng thật là một nhân vật nếu như hắn hôm nay có thể từ nơi này đi ra ngoài vậy chúng ta cổ hỏa thần tông mặt cũng thật là ném lớn hắn hẳn là không bất cứ hy vọng nào hắn cùng cố minh hiên thực lực cách biệt quá to lớn lão phụ nhân lắc lắc đầu bất quá hắn đúng là một mầm mống tốt tất cả mọi người cảm thấy trầm tường phải thua chỉ có tần xương đối trầm tường có một loại không tên tự tin cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người đều khí định thần nhàn, phảng phất tinh hoàng rất nhanh sẽ có thể đến trong tay bọn họ. Bọn họ cũng tổn thất không nhỏ, nếu như có thể bắt được cái kia hơn 10 khối tinh hoàng. Bọn họ cảm thấy mặc dù tổn thất, cũng là rất đáng giá, cố minh hiên trong tay huyết hỏa thần kiếm khí diễm hừng hực. Thả ra ngoài nhiệt khí như là mang theo nồng nặc tinh lực giống như vậy, tràn ngập bốn phía. Khiến cho lòng người kinh run sợ, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khủng bố cái kia cỗ quỷ dị nóng rực sát khí bao phủ lại đây. Phảng phất có thể làm người nghe thấy có vô số người như là tại trong biển lửa bị đốt cháy. Phát sinh cực kỳ bi thảm hí, thật mạnh tinh thần sức cuốn hút, chỉ là này cỗ sát khí. Liền có thể hù chết không ít thực lực yếu ớt người. Trầm tường cũng cảm thấy tâm hãi. Này cổ hỏa thần tông thực lực quả nhiên đủ cường, cố minh hiên sát khí một thả. Sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, trường kiếm trong tay chấn động huyết quang bắn ra bốn phía hỏa diễm bùng lên thân thể lập tức liền bị thần kiếm phóng thích hỏa diễm cho bao phủ vèo một cái cố minh hiên thiêu đốt huyết hỏa thân thể đột nhiên lóe lên như là huyễn ảnh bình thường bay tới thần kiếm ở phía xa đâm một cái một luồng hỏa diễm ngưng tụ thành nóng rực tia sáng bắn nhanh đi ra trầm tường nhìn thấy cố minh hiên động thời điểm hay dùng tốc độ nhanh nhất đem lục đạo thần kính hoành đương ở trước người ngay ở hắn vừa hoàn thành chùm sáng màu đỏ đã bắn vụt tới này ngưng tụ rất mạnh kiếm khí luồng khí thế kia như là có thể xuyên thấu thiên địa ầm kiếm khí ngưng tụ mà thành chùm sáng đánh rơi tại trầm tường lục đạo thần kính bên trên chùm sáng cũng bị phóng xạ ra đi đánh về phía cố minh hiên tốc độ cùng sức mạnh nếu so với vừa nãy nhanh cố minh hiên phản ứng làm người khiếp sợ cảm thấy được không đúng, liền cấp tốc né tránh, chùm sáng kia bị phóng xạ trở lại. Cũng chỉ là bắn trúng tóc của hắn, khiến cho hắn một đại bộ phận tóc bị thiêu đốt thành khí vụ. Chương 3322, thần bí cổ đồng thau. Dấu lớn vừa nãy tình cảnh đó quá mạo hiểm, nếu như Cố Minh Hiên phản ứng chậm một tí tẹo như thế, e sợ đầu lâu đã bị xuyên thủng, để người những đệ tử nội môn kia nhìn ra hãi hùng khiếp vía bọn họ lúc này ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú trầm tường trong tay lục đạo thần kính. Đây thực sự là một cái rất mạnh thần khí. Đó là chúng ta cổ đồng lão tổ sư thần khí, là hắn từ cổ hỏa thần tông trộm lấy. Cố Minh Hiên biết cái này thần khí không phải cổ đồng luyện chế. Nhưng hắn mặc kệ nhiều như vậy, bởi vì hắn muốn định một khi đem trầm tường đánh bại. Đó chính là hắn, chủ yếu là hắn nhìn thấy cái này thần khí có thể phản xạ hắn vừa nãy chiêu kiếm đó sức mạnh đây quả thật là là hiếm thấy đồ vật cái tên này thực sự là không biết xấu hổ trầm tường trong lòng tức giận mắng lên cái kia không phải cổ đồng lão tổ sư luyện chế thấy thế nào đều không giống như là lôi bình vân nói rằng hắn cùng cổ đồng nhận thức đương nhiên rõ ràng lời nói của hắn để cố minh hiên có chút lúng túng trầm tường nắm chặt lục đạo thần kính tay có chút thống đều là mới vừa rồi bị cố minh hiên cái kia một đòn cho làm Cố Minh Hiên sức mạnh xác thực đáng sợ, không, được tiếp tục như vậy, ta tuyệt đối sẽ bị hắn giết chết. Trầm Tường hít sâu một hơi, thôi thúc trong cơ thể hắn sáu thú. Để sáu thú tiến vào Lục Đạo Thần Kính bên trong tiến hành dung hợp. Hóa thành Xích Hỏa Thần Long, sáu thú sức mạnh rất nhanh sẽ tiến vào Lục Đạo Thần Kính bên. Trong rất nhanh sẽ hóa thành Xích Hỏa Thần Long, thế nhưng Trầm Tường liếc mắt một cái cái kia Xích Hỏa Thần Long sau khi nhất thời kinh ngạc đến ngây người xích hỏa thần long toàn thân bị hào quang màu đồng xanh bao phủ hào quang màu đồng xanh lấp lóe qua sau hóa thành linh văn tạo thành chú văn những này chú văn khảm nạm tại xích hỏa thần long trên người làm cho xích hỏa thần long sức mạnh tăng vọt rất nhiều những này đồng thau chú văn lẽ nào là bởi vì luyện vào cổ đồng thau mới có trầm tường biết mình lục đạo thần kính dung hợp lực rất mạnh có thể rất dễ dàng đem rất nhiều thứ dung hợp cùng nhau hiện tại lại thành công dung hợp cổ đồng luyện chế cổ thanh đồng chiêng xích hỏa thần long trên người xuất hiện màu xanh chú văn sau khi trở nên càng mạnh hơn thả ra ngoài sức mạnh cũng đều là màu đồng xanh trầm tường cẩn thận quan sát một hồi xích hỏa thần long trong miệng phụt lên hỏa diễm dĩ nhiên như là to to nhỏ nhỏ chú văn tạo thành trầm tường khống chế xích hỏa thần long dĩ nhiên thân thể của chính mình, chỉ có như vậy, sức mạnh của hắn mới có thể tăng cường, nói. Trung trầm tường trong tay thần khí tuyệt đối không phải hắn, như thế lợi hại thần khí. Tuyệt đối không thể rơi vào hắn lại này tiểu nhân hèn hạ trong tay. Cái kia chính là thế gian tai nạn. Cố Minh Hiên đổi trắng thay đen lời nói để trầm tường tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Phẳng phất hắn nói cái gì đều là đối với, đều là tối có đạo lý ta đúng là điên lại cùng ngươi loại này không biết xấu hổ lão tạp mau chiến đấu đây thực sự là ta trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất trầm tường nộ khí đằng đằng nói rằng lão tạp mau động thủ giết ta đi ta chỉ cần vừa chết ta thần khí cũng sẽ theo ta tiêu vong ngươi có gan liền đến cố minh hiên có thể không nỡ lục đạo thần kính cùng trầm tường cùng đi chết hắn cũng biết mạnh mẽ như vậy thần khí có thể bị trầm tường sử dụng đến tốt như vậy khẳng định cùng trầm tường có rất chặt chẽ liên hệ trầm tường chết đi thần khí theo tự hủy là rất có thể nguyên lai hắn trộm lấy một cái lợi hại như vậy thần khí chẳng trách không có sợ hãi nhưng hắn vẫn là sai rồi chúng ta trưởng giáo rất mạnh ỉ lại thần khí mà thôi không có thần khí hắn chẳng là cái thá gì trưởng giáo mau mau đem hắn tiêu diệt thu hồi thần khí đệ tử nội môn đương nhiên là đứng cố minh hiên bên này, không ngừng mà hét to lên. Vì là cố minh hiên tăng lên khí thế, này. Đám tiểu lông tạp, lão tử sớm muộn sẽ giết chết các ngươi. Trầm tường hai con mắt đột nhiên né qua một vệt hào quang màu đồng xanh. Tròng trắng mắt bên trong tại vừa nãy cũng xuất hiện chú văn. Chỉ có điều mọi người đều không có nhìn thấy, nếu như lúc này đem hắn quần áo bái đi nhất định có thể rõ ràng nhìn thấy làn da của hắn có thật nhiều màu đồng xanh chú văn chính đang sáng lên lấp lóa mang đến cho hắn sức mạnh to lớn theo bốn phía những đệ tử nội môn kia điên đảo thị phi ngôn ngữ không ngừng truyền đến trầm tường trong lòng sự phẫn nộ càng lúc càng rất gì lục đạo thần kính bị hắn một cái tay tóm chặt lấy chính đang run rẩy lên đột nhiên lục đạo thần kính run rẩy lên thả ra nhàn nhạt màu đồng xanh cố minh hiên biến sắc mặt cho rằng trầm tường muốn phát động công kích nào có biết trầm tường một tiếng trầm thấp hống khiếu sau khi lục đạo thần kính lại bị hắn bóp nát mới vừa rồi còn để người cực kỳ mê tít mắt lục đạo thần kính dĩ nhiên liền như vậy bị bóp nát tất cả mọi người ngây người như phỗng vậy cũng là một cái rất mạnh thần khí lục đạo thần kính vỡ nát thành mấy khối sau khi rơi trên mặt đất trên đường hóa thành màu đồng xanh khí vụ khí vụ trôi nổi tới chạm được trầm tường sau khi dần dần biến mất không còn tăm hơi mọi người chỉ cho rằng lục đạo thần kính hư hao sau khi hóa thành khí vụ tiêu tan không thể lôi dịch thần ở cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong giống to lên hắn biết lục đạo thần kính mạnh bao nhiêu bởi vì chính là hắn cải tạo bên trong nhưng là đựng sáng đạo thánh thạch thành phần tuyệt đối không thể bị người một cái tay liền bóp nát không nói bên trong sáng đạo thánh thạch thành phần chỉ là bên trong tăng thêm tinh hoàng liền không phải tùy tùy tiện tiện có thể bóp nát mọi người thấy đến ngây người như phỗng mạnh mẽ như vậy thần khí lại bị bóp nát bọn họ hoài nghi trầm tường cố ý đem lục đạo thần kính hủy diệt không muốn rơi vào cố minh hiên trong tay bởi vì cố minh hiên phi thường yêu thích cái này thần khí nhìn ra con mắt suýt chút nữa bốc lửa hận không thể lập tức cướp giật lại đây vì lẽ đó Trầm Tường mới cố ý hủy diệt ngươi. Ngươi lại hủy diệt một cái tốt như vậy thần khí. Cố Minh Hiên hầu như gầm thét lên quát, Trầm Tường trong cơ thể dòng máu đã biến thành màu đồng. Xanh, hơn nữa còn có rất nhiều chú văn ở bên trong. Này đều là vừa nãy Lục Đạo thần kính hóa thành màu đồng cổ khí vụ sau khi xuất hiện Lục Đạo. Thần kính lúc này chân chân chính chính cùng hắn hòa làm một thể, mắt sắc người có thể phát hiện hai tay hắn mờ u bàn tay xuất hiện màu đồng xanh chú văn. Xem ra như là hình xăm như thế, hiện tại, trầm tường mới cảm nhận được những kia màu đồng xanh sức mạnh mạnh bao nhiêu, ầm, đột nhiên. Hắn cửu tiêu thần kiếm cũng vỡ nát, hóa thành khí vụ tiến vào thân thể của hắn. Lúc này hắn đã là tay không, lục đạo thần kính cùng hắn thân thể dung hợp. Xích hỏa thần long sức mạnh mới có thể càng thêm trực tiếp tiến vào thân thể của hắn mà lục đạo thần kính cổ thanh đồng chiêng bộ phận cũng dung hợp thân thể của hắn. Làm cho dòng máu của hắn cùng xương cốt đều biến thành màu đồng xanh, cổ. Đồng đến cùng là một cái như thế nào ra hòa. Hắn phá nát cổ thanh đồng chiêng lại cường đại như vậy, để ta nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn. Trầm tường cảm giác được dòng máu của chính mình chính đang sôi trào, cố minh hiên nhìn thấy. Trầm tường ánh mắt dường như liệp ưng giống như vậy, song quyền nắm chặt đứng ở đàng kia. Cái chán nổi lên gân xanh lấp lóe nhàn nhạt hào quang màu xanh, xem ra có chút quỷ dị cố. Làm ra vẻ hủy diệt một cái thần khí, còn một mặt tự đắc, đi chết đi. Cố Minh Hiên giận dữ, rít gào một tiếng, áo bào múa tung. Ngọn lửa màu đỏ từ thân thể của hắn tuôn trào ra. Hắn đầu kia tóc bạc bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây. Cổ hỏa cuồng hồn chính đang phóng thích màu máu cổ hỏa. Làm cho hắn hỏa diễm càng thêm hung mãnh, đến đây đi, người này điều vô liêm sỉ lão đồ con lừa. Trầm tường khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Trường 3323, sáng đạo chú văn. Dấu lớn cố minh hiên nhìn thấy trầm tường nụ cười trên mặt trong lòng giận dữ. Đại lực vung kiếm quá khứ, không trung nhất thời hỏa vân nằm dày đặc. Vô số màu máu kiếm ảnh mang theo ngọn lửa nóng rực hướng trầm tường bay vụt quá khứ. Mọi người thấy thấy này long trời lở đất kiếm ảnh dồn dập lùi về sau. Bọn họ đều cố Minh Hiên chân chính nổi giận. Đúng là động tĩnh khẳng định rất lớn, màu đỏ kiếm ảnh không ngừng hạ xuống. Như là vô số đem kiếm từ trên trời giáng xuống để đem trầm tường bao trùm trong đó, hắn. Không có thần khí hộ thể, lần này chắc chắn phải chết đây. Là trưởng giáo mạnh nhất vạn kiếm huyết ảnh lần trước trưởng giáo hay dùng chiêu này giết chết một con mạnh mẽ ngạo thế thần thú, huyết. Ảnh rơi xuống đất sẽ sống lại, phảng phất qua lại xuyên thấu mục tiêu công kích trầm. Tường vị trí đã bị qua lại đâm xuyên màu máu kiếm ảnh bao phủ. Mọi người đều cảm thấy trầm tường chắc chắn phải chết cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người. Có chút đau lòng, bởi vì trầm tường chết đi. Bọn họ phải không tới tinh hoàng, tần xương cũng nhìn ra trái tim chảy máu. Nàng không thể đi cứu Trầm Tường, hừ. Trầm Tường trầm lạnh hanh thanh truyền đến. Bốn phía màu máu kiếm ảnh trong nháy mắt bị đánh tan. Hóa thành một mảnh xương máu rằn vặt đến không trung, Trầm Tường không chết. Hơn nữa còn đang yên đang lành đứng ở đàng kia, có thể nói liền mau đều không bị thương tổn được. Này làm người không thể tưởng tượng nổi, Cố Minh Hiên trên mặt tràn ngập không tin vẻ mặt dương miệng thật to không tin đây là thật sự vừa nãy những kia không ngừng tại khen cố minh hiên chiêu kia làm sao làm sao đến người như là ăn một con con ruồi như thế nhìn bọn họ nói tới nắm chắc nhưng hiện tại trầm tường nhưng đánh rắm không có không thể cố minh hiên kinh ngạc sau khi không khỏi hô trầm tường dung hợp lục đạo thần kính thân thể của hắn chính là lục đạo thần kính có thể thu nạp tất cả sức mạnh ta để nhìn càng thêm không thể sự tình trầm tường đột nhiên lóe lên trực tiếp thuấn di đến cố minh hiên sau lưng cố minh hiên tại trầm tường biến mất trong nháy mắt trong lòng khiếp sợ không thôi hắn có thể cảm giác được một tia không gian rung động hắn không nghĩ tới trầm tường lại có thể nắm giữ lực lượng không gian hắn vừa nãy tại trong đại sảnh cũng nhìn thấy chỉ là khi đó tại loạn chiến khí tức rất loạn hắn không cách nào cảm ứng được đến tự nhận là trầm tường dùng cái gì thân pháp quái dị hiện tại hắn cùng trầm tường chiến đấu sau khi mới biết trầm tường sử dụng là lực lượng không gian tại vạn đạo chi trên đây chính là phi thường khó có thể nắm giữ một loại pháp tác trừ phi có thể từ ngạo thế hồn hà chi trên tìm tới không gian cuồng hồn dung hợp đồng thời đem hóa thánh có khả năng sử dụng lực lượng không gian mọi người thấy thấy trầm tường động tác nhanh như vậy, cũng cảm thấy khó mà tin nổi, bọn họ không hiểu. Trầm tường tại sao lập tức liền xuất hiện sau lưng cố Minh Hiên rít cố. Minh Hiên không hổ là cái lão gia hỏa, phản ứng rất đúng lúc. Trầm tường biến mất trong nháy mắt, thân thể liền tự nhiên làm ra các loại né tránh. Tách ra trầm tường đột nhiên đánh tới nắm đấm sau khi, liên tục đạp lên bước tiến. Cùng trầm tường giữ một khoảng cách, sau đó ở phía xa đối trầm tường liên tục bổ chém mấy kiếm phóng thích mạnh nhất huyết hỏa kiếm khí huyết hỏa kiếm khí kích bay ra ngoài phảng phất có thể thu gặt ngàn tỷ sinh mệnh mang theo khốc liệt tử vong khí tức nương theo từng luồng từng luồng hung mãnh kiêu ngạo cuồng tập trầm tường huyết hỏa kiếm khí trầm tường chết chắc rồi một tên trưởng lão nói rằng ngay ở hắn vừa nói xong chỉ thấy trầm tường xong quyền phất lên quay về cái kia vài đạo kiếm khí từng quyền đánh tới một quyền đánh nổ một đạo kiếm khí ầm 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 mấy quyền cái kia vài đạo xem ra rất mạnh kiếm khí liền bị trầm tường cuồng quyền đánh nổ như là khói hoa bình thường nổ tung nhìn thấy tình cảnh này cố minh hiên triệt để há hốc mồm hắn huyết hỏa kiếm khí mạnh bao nhiêu chính hắn biết rất rõ cái kia tám đại trưởng lão cũng tương tự rất rõ ràng không nói trầm tường mặc dù là bọn họ cũng không dám tùy ý đi kết làm thế nhưng trầm tường chỉ là dùng một đôi nhục quyền liền trực tiếp đánh nổ, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Trước mắt tất cả những thứ này, để hắn cảm thấy như là ảo giác. Cố Minh Hiên vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết hỏa kiếm khí, lại liền bị như thế đánh nổ. Nhất làm cho người khó có thể tin. Trầm tường bất quá là một cái vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh người, lão. Lôi, người biết chuyện gì thế này? Tiểu tử này đột nhiên trở nên rất quái lạ. Bà lão kia người cũng là một mặt khiếp sợ, không? biết trên người hắn không có bất kỳ khí tức gì. Nguồn sức mạnh kia đến bản thân trong cơ thể hắn, hắn thu thả như thường. Khó có thể để người cảm ứng được đến, bất quá tại vừa nãy hắn ra quyền thời điểm, ta có thể cảm ứng được một tia sức mạnh kia vô cùng đặc biệt như là một con nộ thú sức mạnh. Tiểu tử này trong cơ thể có ngạo thế thần thú. Lôi Bình Vân cau mày nói rằng, cũng không biết là cái gì ngạo thế thần thú. Thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế, tần Sương nghĩ đến trầm tường xích hỏa thần long. Nhưng nàng cảm thấy này cũng không thể để trầm tường trở nên đáng sợ như vậy, cố minh hiên không? Tin tạp phi xông tới, thân pháp một đạo tia chấp màu đỏ ngòm. Vọt đến trầm tường bên cạnh người. Quay về trầm tường cổ bồ tới, huyết hỏa thần kiếm phả ra màu máu ngọn lửa hừng hực. Tới gần trầm tường cổ thời điểm, càng là bùng lên xuất đạo đạo điều động màu máu lôi hòa. Sức mạnh cuồng bạo mà tràn ngập hủy diệt tiểu quỷ để ngươi mở mang sáng đạo thánh thạch luyện chế thần kiếm cố minh hiên trầm thấp hết một tiếng tăng cường sức mạnh thân thể tuôn ra một luồng khí thế khuấy động lên một luồng sóng lửa dâng tới tứ phương ta kiến thức đến chỉ đến như thế trầm tường đưa tay chộp một cái hơi nhướng mày chán nổi gân xanh lên hai con mắt đồng thau ánh sáng lấp lóe đáng sợ chính là hắn cái tay kia như là biến thành đồng thau như thế lập lòe ánh sáng bên trên chú văn nhảy lên tràn ngập thần vận cùng vô cùng hàm nghĩa cố minh hiên huyết hòa thần kiếm bị tóm lấy hắn nhìn chằm 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 tường cái tay kia nhìn thấy cái kia như là đồng thau như thế tay cùng với bên trên màu đồng xanh chú văn sắc mặt đột nhiên biến tràn ngập hoảng sợ cái kia là lôi bình vân cũng nhìn thấy sáng đạo chú văn diệt đạo đồng thau lão phụ nhân bị dọa đến không rõ loại sức mạnh này vì sao lại xuất hiện tại người trẻ tuổi này trên người trầm tường nắm chặt huyết hỏa thần kiếm cảm nhận được huyết hỏa thần kiếm mạnh mẽ sáng đạo thánh thạch luyện chế thần binh quả nhiên không giống người thường cái tay còn lại ánh sáng màu xanh lóng lánh quay về cố minh hiên cầm kiếm thủ đoạn chém đánh xuống trầm tường trưởng đao xuống như là thiết củ sen như thế đem cố minh hiên thủ đoạn chặt đứt huyết hỏa thần kiếm đã bị hắn đoạt đến, hắn quả thực thu vào u giao sơn trang. Để phong khả nhi đem phong ấn, mọi người thấy thấy tình cảnh này, bị dọa đến cả người run lên. Cố minh hiên nhưng là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, thân thể vô cùng mạnh mẽ. Hắn huyết hỏa thần kiếm càng là dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế. Mà bây giờ huyết hỏa thần kiếm bị trầm tường tay không nắm lấy. Thủ đoạn bị trầm tường trưởng đao chém đứt vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh người lại có loại sức mạnh này này đều vượt qua tưởng tượng của mọi người phạm vi là khiếp sợ nhất chính là cái kia tám đại trưởng lão trầm tường lúc này sức mạnh đầy đủ nghiền ép cố minh hiên cố minh hiên để ngươi hung hăng để ngươi đổi trắng thay đen ngươi tự cho là nắm giữ sức mạnh to lớn là có thể ức hiếp ta cướp giật đồ vật của ta hôm nay ta nhật muốn cho rõ ràng cùng ta trầm tường đối phó kết cục trầm Tường thanh âm phẫn nộ dường như lợi đau, mang theo vô tận oán hận. Bàn tay của hắn liều lĩnh ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt sen vào cố minh hiên lồng ngực. Đem chọc ra một cái lỗ thủng, sau đó một cái tát vỗ vào cố minh hiên trên khuôn mặt già nua. Chỉ thấy một cái đỏ như màu máu kiếm ảnh bay ra, cái. Kia là cố minh hiên ngạo thế thánh kiếm hồn, lại bị đánh đi ra. Lồi bình vân kinh hô, sự tình phát triển đến hiện tại, để hắn không tưởng tượng nổi chương 3324, kết cục miệng đê tiện. Dấu lớn ngạo thế cuồng hồn bị dung hợp sau khi, hóa thành thánh hồn. Cũng đã cùng thân thể thần hải hòa làm một thể. Nhưng hiện tại cố minh hiên lại bị trầm tường một cái tát đập bay đi ra. Điều này khiến người ta xem trong lòng một trận sợ mất mật thu được chính mình thỏa mãn ngạo. Thế cuồng hồn cũng không dễ dàng, bây giờ bị người cho đánh đi ra ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, Cố Minh Hiên vừa nãy cùng thánh hồn chia lìa thời điểm. Cũng cảm giác được loại kia đau nhức như là đem hắn linh hồn hút ra như thế, đau nhức cực kỳ. Hắn cũng nghĩ không thông, Trầm Tường đến cùng là làm thế nào đến, bị đánh xuống một đạo thánh. Hồn, Cố Minh Hiên thực lực giảm mạnh, chỉ là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ. Trầm Tường có thể rõ ràng cảm ứng được Cố Minh Hiên khí tức yếu bớt rất nhiều, Cố Minh Hiên bị một cái tát đánh bối rối bị đánh đi một đạo ngạo thế thánh hồn nhưng là tổn thất nặng nề nha hơn nữa còn tổn thất huyết hỏa thần kiếm trước còn mạnh mẽ hơn cực kỳ hắn hiện tại đã đã biến thành nhược kê để người giả ngu lão tử đánh chết ngươi đang yên đang lành để lão tử chạy mất không phải rất tốt sao nhất định phải chết đuổi theo lão tử không tha đi con mẹ ngươi trầm tường một bên tức giận mắng song quyền không ngừng rơi vào cố minh hiên trên mặt trên nắm tay màu đồng xanh quang hà không ngừng bùng lên từng luồng từng luồng sức mạnh cuồng bạo từ nắm đấm phóng thích mỗi một quyền đều có thể đánh ra một trận tiếng nổ mạnh tên nhóc khốn nạn mau dừng tay một trưởng lão giận giữ hết cố minh hiên nếu như xong đời bọn họ cổ hỏa thần tông mặt liền ném lớn hơn đường đường một cái trưởng giáo bị người coi như chó chết như thế đánh tơi bời chuyện đi khẳng định không êm tay khốn nạn, thả chúng ta ra trưởng giáo, chúng. Ta trưởng giáo chỉ là trạng thái không được, mới bị ngươi âm, nhanh đình chỉ, khẳng. Định là sử dụng âm mưu quỷ kế gì, cái này tiểu nhân hèn hạ, trầm. Tường nhìn thấy mọi người mồm năm miệng mười chỉ trích hắn, ra tay càng nặng càng ác hơn. Cố Minh Hiên cảm thấy thực sự là nhật cầu. Nếu là vây xem đám kia khốn kiếp không kích thích trầm tường, hắn cũng ít được điểm tội. Nhưng hiện tại hắn liền thoại đều không nói ra được trầm tường phảng phất cùng hắn miệng có thâm cừu đại hận hung hăng cuồng đánh hắn miệng xác thực bởi vì vừa nãy cố minh hiên đều là đổi trắng thay đen nói lục đạo thần kính là hắn trở loại hình triệt để làm tức giận trầm tường hiện tại trầm tường thu được sức mạnh to lớn có một cái cơ hội tốt như vậy nhất định phải đập nát cố minh hiên miệng mọi người cuồng mắng trầm tường bọn họ chửi đến càng hung trầm tường đánh đến càng mạnh mẽ cố minh hiên trong lòng gầm thét lên vây xem đám kia khốn kiếp bọn họ cuồng mắng trầm tường thì tương đương với tại nguyền rủa hắn cố minh hiên mau mau bị đánh chết trầm tường không nghĩ tới lục đạo thần kính bên trong đồng thau sức mạnh dĩ nhiên đáng sợ như thế để sức mạnh của hắn có thể so với một cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ hắn vẫn còn có chút lo lắng bởi vì loại này mạnh mẽ tăng lên sức mạnh trạng thái đối thân thể nhất định sẽ có rất lớn thương tổn hơn nữa còn tăng lên nhiều như vậy, cố Minh Hiên đã bị nổi giận trầm tường đánh cho hắn cha đều. Không nhận ra, nguyên bản một tấm mặt chó, hiện tại đã bị đánh thành lừa mặt thoi thóp cái. Tên này bị không phải dày, như vậy đều bị đánh chết. Trầm tường hơi thở hồn hển cố Minh Hiên thực lực vẫn là rất mạnh. Thân thể không có bị trầm tường phá hủy, ta thắng, căn cứ ước định, các ngươi muốn thả ta đi. Trầm tường nói rằng, mau mau đem kết giới cho rút lui, lúc này song quyền của hắn vẫn như cũ lấp lóe loại kia màu đồng xanh quang hà sáng đạo chú văn vẫn còn đang bên trên sức mạnh của hắn vẫn không có bị rút đi trầm tường cũng không thể đem cố minh hiên giết chết bằng không huyết khế liền mất đi hiệu lực tám đại trưởng lão bọn họ thì sẽ không bận tâm huyết khế sẽ lập tức động thủ với hắn mà hiện tại tám đại trưởng lão động thủ cố minh hiên chắc chắn phải chết tuy rằng cố minh hiên ngạo thế thánh hồn bị đánh đi ra nhưng trầm tường nhưng không cách nào đem đạo kia ngạo thế thánh hồn cho lấy đi. Chỉ là có thể để cho tạm thời rời đi cố minh hiên thân thể. Để cố minh hiên sức mạnh yếu bớt, hiện tại đạo kia ngạo thế thánh hồn trở lại cố minh hiên thân. Thể, cố minh hiên chỉ là bị thương khá là nghiêm trọng. Nằm một quãng thời gian vẫn như cụ có thể sống bính nhảy loạn, tám đại trưởng lão bất đắc dĩ. Chỉ có thể lấy ra trận bàn, đây là trong truyền thuyết có thể đem trầm tường truyền tống đi ra bên ngoài huyết phong đảo, vừa. Nãy vậy cũng là sáng đạo chú văn, hắn đến cùng là làm sao nắm giữ thứ này? Năm đó liền cổ đồng cũng chỉ có thể nắm giữ một chút, nhưng hắn toàn thân đều là thứ này. Lôi Bình Vân nói rằng, không biết tiểu tử này cái này đồng thao thần khí. Rất hiển nhiên không phải cổ đồng luyện chế, rất có thể là tự nhiên hình thành sáng đạo thần khí lão phụ nhân lúc này vẫn như cũ một mặt giật mình trầm tường nhìn thấy truyền tống trận sau khi bố trí xong sau đó nhìn về phía cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc những lão giả kiệt trầm tường một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh cướp đi chúng ta tinh hoàng ngươi sau đó đừng nghĩ dễ chịu cho chúng ta chờ ngày hôm nay ngươi gặp may mắn có thể tránh được một kiếp lần sau liền không dễ như vậy nhìn cái gì vậy còn không không mau cốt có phải là muốn cảm tạ chúng ta tha cho ngươi một cái mạng cuồng? Đào tộc cùng hồn hà thần tộc người đều rất phẫn nộ. Đối trầm tường chê cười, trầm tường vừa phải đi tiến vào truyền tống trận. Nghe thấy đám người kia ở bên kia mù ồn áo. Trong lòng vừa đè xuống lửa giận nhất thời sông ra, để cho các ngươi lắm miệng, trầm. Tường dưới cơn nóng giận, thuấn di qua. Sử dụng cố minh hiên này thanh huyết hỏa thần kiếm quét ngang qua cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc đám người kia đầu lâu tại hắn một chiêu kiếm bên dưới toàn bộ bị đánh chặt bỏ đến mọi người tại chỗ liền dọa sợ không ít người nguyên bản nhưng là muốn sấn trầm tường trước khi đi mạnh mẽ mắng to trầm tường một phen nhưng hiện tại liền nửa cái thí cũng không dám thả trong lòng đều sợ muốn chết lo lắng trầm tường cầm kiếm lại đây như cắt cỏ như thế đem bọn họ thu sạch cắt đây chính là không thực lực tối tiện kết cục trầm tường hừ một tiếng vênh váo trùng thiên đi vào truyền tống trận sau đó rất duệ hô nhanh mở cho ta khải truyền tống trận các ngươi này đám trung thành lão nô cho ta ngoan chút tám đại trưởng lão kìm nén sắp nổ tung lửa giận mở ra truyền tống trận đem trầm tường này ôn thần đưa đi lôi dịch thần nhìn thấy trầm tường an toàn rời đi cũng yên tâm lại đầy mặt vui cười hớn hở dù sao trầm tường là hắn đồ đệ hơn nữa còn cường đại như vậy, tần xương nỗi lòng lo lắng cũng buông ra. Trầm tường lại một lần nữa chấn động nàng, chỉ có nàng đối trầm tường nội tình khá là rõ ràng. Nàng cũng liên tưởng đến cái kia thần bí cổ thanh đồng chiêng. Đó là bọn họ tại huyết phong biển lửa bên trong tìm tới, trầm tường đi rồi. Những đệ tử nội môn kia nhìn thấy chính mình trưởng giáo giống như chó chết bị nhấc đi. Trong lòng rất là tư vị, rất muốn hung tợn chửi một câu trầm tường nhưng có lo lắng trầm tường lại đột nhiên nhô ra giết chết hắn. Chỉ có thể kìm nén, cổ hỏa thần tông phi thường sĩ diện. Tám đại trưởng lão nghiêm trọng cảnh cáo vây xem đệ tử nội môn. Để bọn họ không muốn miệng tiện nói ra, nếu như bị cha được tiết lộ chuyện ngày hôm nay. Sẽ gặp phải phạt nặng, lần này tổn thất nặng nề nhất chính là cuồng đao tộc cùng hồn hà thần. Tộc toàn quân diệt nha, đều là bị trầm tường tuốt đi, hơn nữa mỗi lần đều là đám dây bị chết muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức, liền quần chúng vây xem đều cảm thấy bọn họ bị chết quá đáng thương, trầm tường bị truyền tống. Đến Huyết Phong đảo, nhìn thấy cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc kiến tạo ở đây thành thị. Hắn trực tiếp đem thiên sáng đỉnh lô ném ra đến, mạnh mẽ đập xuống. Phía dưới nhất thời náo loạn, vừa kiến tốt thành thị. Liền như vậy bị trầm tường thuận lợi hủy diệt rồi. Chương 3325, thiên đường khó đi dấu lớn trầm tường tiến vào huyết phong trong biển lửa khôi phục dáng dấp lúc trước lục đạo thần kính phi lăn tại trong biển lửa mà hắn tại lục đạo thần kính bên trong thống khổ kêu to hắn đại gia thống chết lão tử trầm tường không ngừng lăn lộn sức mạnh kia bỏ chạy sau khi đau đớn một chút lan tràn ra sau đó sẽ dần dần tăng cường đau đến hắn chỉ có thể lăn lộn kêu to đây chính là tác dụng phụ đi Phong Khả Nhi nói rằng, xem ra lần sau không nên như vậy. Đa dụng mấy lần, nói không chắc ngươi liền phế bỏ, Phong. Khả Nhi từ U Dao Sơn trang bên trong đi ra, điều tra trầm tường thương thế. Bị dọa đến giật mình, bởi vì trầm tường trong cơ thể cái kia kiên cố xương cốt đều có vết rách. Xít chút nữa liền toàn bộ vỡ nát, nàng vội vàng để mỹ cảnh tỉ muội các nàng phóng thích tái. Sinh lực lượng ổn định trầm tường thương thế chậm lại sức mạnh kia mang đến ảnh hưởng trái chiều, nếu không phải là có mỹ cảnh tỉ muội mênh. Mông tái sinh lực lượng duy trì, trầm tường thân thể lúc này nói không chắc đã vỡ nát lần. Sau đánh chết cũng không cần. Trầm tường thống khổ yếu bớt sau khi, thở hồng hộc nói rằng, ngươi lục đạo thần kính đã không giống. Bên trong sức mạnh kia phi thường đặc thù, lần sau ngươi cần chống cự sức mạnh kia hoặc là chỉ là để xích hỏa thần long để xích hỏa thần long đi ra tác chiến chính ngươi hấp thu quá thống khổ phong khả nhi nói rằng lục đạo thần kính tại huyết phong trong biển lửa dừng lại ở mảnh này bao la trong biển lửa trầm tường là an toàn hắn cần yên tĩnh chữa thương lần này bị thương thực sự quá nặng lần này thu hoạch vẫn là rất lớn trầm tường cười nói cổ hỏa cuồng hồn huyết hỏa thần kiếm này đều là thứ tốt chính là không biết ngươi có thể hay không hoàn toàn khống chế huyết hỏa thần kiếm. Phong Khả Nhi nói rằng, khống chế không được cũng không đáng kể, đến thời điểm bán đi là được. Ngược lại ta đã sắp muốn dung hợp ta cái kia hạt sáng đạo thánh thạch. Trầm tường đối này không đáng kể. Hắn cướp giật huyết hỏa thần kiếm cũng chỉ là muốn cho Cố Minh Hiên tức giận đến thổ huyết mà. Thôi, nếu như Cố Minh Hiên biết ý nghĩ của hắn, vậy ít nhất muốn thổ hai thùng huyết ta đến mau mau tốt lên, đi ngạo thế hồn hà chi trên tìm ngạo thế thánh long. Cái tên này khẳng định bị cổ hỏa thần tông bán đi. Trầm tường vẫn luôn rất lưu ý chuyện này, lúc trước hắn liền để lôi dịch thần dẫn hắn đi ngạo. Thế hồn hà chi trên, chỉ có điều đột nhiên ra chuyện như vậy. Bây giờ hắn chỉ có thể chính mình đi tới, thực. Sự là đáng tiếc nha, còn không từ sư phụ trên người mò đến chỗ tốt gì. Liền muốn rời đi cổ hỏa thần tông trầm tường nhớ tới lôi dịch thần trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối vẫn rất lo lắng trầm tường lôi dịch thần nếu là biết rồi nhất định sẽ một cước đem đồ đệ này cho đá văng trước khi đi lại còn nghĩ hãm hại hắn người đàng hoàng này ai còn có mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu xương xương ta thật giống không có từ trên người nàng chiếm được tiện nghi gì thực sự là thiệt thòi lớn rồi nha trầm tường càng thêm tiếc nuối tần xương này thái dương lão tổ tôn nữ nguyên bản đối với hắn lạnh như băng nhưng hiện tại nhưng phi thường sùng bái hắn đối với nàng ăn chút đậu hũ cái gì cũng sẽ không bị đánh phong khả nhi cho trầm tường một cái liếc mắt người cái này tên không có lương tâm đều là đối cô gái động loại này ý đồ xấu ta muốn đi ngạo thế hồn hà bất quá trước đó ta đến chảo một điểm sáng đạo thánh thạch mới được trầm tường cười tủm tỉm nói rằng, tiểu khả nhi, người cái kia chỉ thạch châm đây, chờ. Người thương được rồi nói sau đi. Phong khả nhi hừ một tiếng, trầm tường thương khôi phục đến mức rất chậm. Đầy đủ nhịn một tháng mới được, hiện tại hắn cầm phong khả nhi kim châm. Tại trong biển lửa tìm kiếm sáng đạo thánh thạch, tìm kiếm hơn 10 ngày. Hắn chỉ tìm tới một hạt nhỏ, sau đó kim châm liền không có tác dụng, đều là chuyển loạn, khả. Năng không có sáng đạo thánh thạch ở đây, chúng ta đi thôi, đi ngạo thế hồn hà bên trên nhìn. Phong Khả Nhi nói rằng, hiện tại vấn đề đến rồi. Trầm Tường không biết muốn làm sao mới có thể đi đến ngạo thế hồn hà bên trên, ngạo. Thế hồn hà ở nơi nào? Đến cùng là như thế nào? Trầm Tường đối này rất tò mò, hắn đại gia ta hiện tại lại không biết muốn làm sao đi. Sớm biết trước hỏi một chút sư phụ, hết Cách rồi, Trầm Tường chỉ có thể trước tiên đi Thiên Viêm Thành, Thiên Viêm Thành. Trầm Tường ở đây lưu lại ám ký, những này ám ký chỉ có Tần Xương cùng Vương Đạo có thể xem. Hiểu, nếu là bọn họ đi tới nơi này nhìn thấy những này ám ký, liền biết Trầm Tường ở đây, Trầm Tường dự định ở chỗ này chờ một quãng thời gian. Nếu như Tần Xương cùng Vương Đạo không đến, hắn liền đem ám ký bôi lên đi đi những nơi khác hỏi thăm đi tới ngạo thế hồn hà biện pháp hắn tại thiên viêm thành bên trong hỏi thăm một quãng thời gian mới biết muốn đi ngạo thế hồn hà phi thường không dễ dàng mặc dù là ở đây cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc con cháu muốn đi đều cần thông qua phi thường nghiêm ngặt sát hạch bởi vì ngạo thế hồn hà bên trên có lượng lớn ngạo thế cuồng hồn một khi người đi tới cũng rất dễ dàng được những ngạo thế đó cuồng hồn nếu như đi quá nhiều người, ngạo thế cuồng hồn sẽ dần dần giảm thiểu, vì lẽ đó tiến vào ngạo thế. Hồn hà cửa lớn bị nghiêm ngặt khống chế lên, còn có lượng lớn cường giả tọa chấn, mặt khác. Trầm tường còn hỏi thăm được nếu như thực lực rất mạnh, rất người có địa vị. Muốn đi ngạo thế hồn hà là phi thường dễ dàng. Mà ngạo thế hồn hà cũng bị xưng là ngạo thế thánh cảnh thiên đường. Đều là ngạo thế thánh cảnh trung hậu kỳ cường giả chiếm đa số ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao cường già cũng không có thiếu ở bên trong phòng kiên trì chờ đợi trầm tường đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa trong lòng hắn mừng như điên vội vàng đi mở cửa mở cửa sau khi nhìn thấy là vương đạo cái này bán quỷ lão đầu nguyên bản đầy mặt cao hứng trầm tường đột nhiên biến thành một tấm đi con mẹ ngươi sắc mặt chết tiểu quỷ ngươi đây là vẻ mặt gì làm sao thấy ta như là quái đản như thế vương đạo một mặt khó chịu hùng hùng hổ hổ đi vào trầm tường vốn cho là là tần sương đến chính chờ mong đùa giỡn mỹ nhân này nhi nào có biết nhưng là vương đạo đến rồi để hắn thất vọng cực độ ngươi không phải nói muốn đi khắp nơi du lịch sao lúc này mới không mấy ngày nha ngươi trở về tới nơi này ngươi là đi bơi đi trầm tường không vui nói bên ngoài chơi không vui ta sẽ trở lại Vương đạo thở dài một hơi, ta nghĩ đi thiên đường nhìn, nhưng không môn đạo nha. Không thể làm gì khác hơn là trở về nơi này, vương. Đạo trong miệng thiên đường, cũng chính là ngạo thế hồn hà, nghe thấy vương đạo nói như vậy. Trầm tường càng thêm thất vọng rồi, bởi vì hắn cũng muốn đi. Liền vương đạo đều không có cách nào, không có biện pháp nào sao? Xông vào thế nào? Trầm tường hỏi, không được, nơi đó có chỉ ít 10 cái ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao lão già bảo vệ, chỉ là vừa tới gần, liền bị bọn họ oanh thành hôi. Vương đạo nói rằng, bất quá ta nghe nói chỉ cần chi nổi vạn đạo thần thổ tinh. Liền có thể quá khứ, ta vạn đạo thần thổ tinh đều là nhân công luyện thành. Trầm tường lắc lắc đầu, đúng nha, hắn chỉ cần thiên nhiên hình thành. Vương đạo cau mày nói rằng, một ức cân mới có thể đi vào. Ta không biết muốn luyện bao nhiêu lô đan mới có thể tập hợp đủ, bán. Đan có thể kiếm lấy lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh trầm tường đan linh năng ngưng ra vạn đạo thần thổ đan cùng ngạo hồn thánh đan. Bất quá hắn suy nghĩ một chút này cũng không hiện thực nếu như hắn bán ngạo hồn thánh đan. Chẳng mấy chốc sẽ bị cổ hỏa thần tông biết đến, cổ hỏa thần tông trưởng giáo cố minh hiên hiện. Tại hận không thể đem hắn đôn đến ăn, khẳng định đang khắp nơi tìm hắn. mươi 3326, chú Văn công dụng. Dấu lớn mặc dù bán đan, cũng đến bán trên thời gian rất lâu mới được đến thời điểm ngạo thế thánh long sớm đã bị ăn được xương đều không dư thừa vương đạo nhìn thấy trầm tường trái lo phải nghĩ chính là không có biện pháp hắn cười hì hì ta đột nhiên nghĩ đến phương pháp ta có biện pháp chỉ có điều ngươi không chịu đi nhưng ta nhưng không thèm để ý biện pháp gì trầm tường rất tò mò ngạo thế hồn hà bên trên cũng có thiên tài địa bảo cái gì có lượng lớn phong phú tài nguyên ở phía trên có một ít thế lực lớn vì có thể khai thác mau một chút vì lẽ đó bọn họ sẽ thu một ít thực lực người tốt cùng những người này ký kết huyết khế chỉ cần làm bọn họ một quãng thời gian công nhân liền có thể bị bọn họ mang tới ngạo thế hồn hà bên trên vương đạo uống một hớp trà nói rằng đây là ta trước đây một người bạn nói cho ta bán quỷ lão đầu ngươi thật sự muốn đi không Người như thế có thể như vậy thấp hèn, đây chính là bán mình, bán mình làm nô nha. Người không thể như vậy không có tôn nghiêm. Được rồi, muốn bán bao lâu thân? Ta nghĩ đi thử xem. Nói rằng mặt sau, trầm tường thái độ cũng chuyển biến, vương đạo đầy vẻ khinh bỉ nhìn trầm tường. Bán khoảng 10 năm đi, bất quá khoảng thời gian này dường như khó ngao. Người người trẻ tuổi như vậy khả năng giang không được. Vì lẽ đó ngươi vẫn là không muốn đi tới, hành, đừng tiếp tục nghĩ đến, ta đi trước, Vương." Đạo nói xong cũng rời đi, Trầm Tường cảm thấy thời gian 10 năm chính mình cũng có thể ngao. Chỉ có điều đến thời điểm cần tìm được trước ngạo thế Thánh Long mới được, Vương đạo sau khi rời. "Đi, Trầm Tường rất nóng ruột ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn không biết muốn làm sao mới có thể đi tới ngạo thế hồn hà, hai ngày qua đi." lại có người gõ cửa, Trầm Tường lười biếng đi mở cửa, không nhịn được nói. Người lại tới làm gì?" Trầm Tường nói xong câu đó, người được một trận quen thuộc hương thơm. Đây chính là tần xương mùi thơm cơ thể, Trầm Tường quá quen thuộc bất quá, làm sao? Mấy ngày không gặp, ngươi liền chán ghét ta? Có phải là đem Cố Minh Hiên đánh một trận tơi bời sau khi, liền xem thường ta? Tần Xương sân mắng một tiếng, nơi nào nơi nào, ta còn tưởng rằng là bán quỷ lão đầu người này trầm tường cười đến rất sán lạn, tiểu xương xương, ta nghĩ chết ngươi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đẹp đẽ ngươi. Còn có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi, ta thiếu hoạt mấy năm đều đồng ý, lắm. Lời, đi vào lại nói. Tần xương hừ một tiếng, đem trầm tường đẩy mạnh môn đi, như. Vậy gấp làm gì? Trầm tường xoa xoa tay lặng lẽ cười nói, khốn. Nạn, càng ngày càng làm càng, có thực lực liền đồi bại. Tần Sương mạnh mẽ lườm hắn một cái. Tấm kia mặt ngọc tràn đầy sương lạnh, Trầm Tường vội vã bắt chuyện nàng ngồi xuống. Cho nàng châm trà rót nước, lúc ngươi tới, có hay không bị theo dõi nha? Trầm Tường có chút bận tâm, yên tâm, ta không có ngu như vậy. Tần Sương uống một hớp trà, hiện tại nàng nhìn thấy Trầm Tường không có chuyện gì liền yên. Tâm, nàng trước rất lo lắng Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường thực lực đột nhiên tăng vọt nhất định phải đánh đổi khá nhiều, đây là nàng bà nội nói cho nàng. Nào có biết tiểu tử này dĩ nhiên cả ngày đầy đầu mang tâm tư ghi nhớ nàng, sinh long hoạt hồ. Đánh giấm không có, làm cho nàng rất tức tối tiểu. Sương sương, người như vậy gấp tìm đến ta, có phải là cũng nhớ ta rồi? Trầm tường lặng lẽ cười nói, chúng ta thực sự là có cảm giác trong lòng nha, ai? Nhớ ngươi, chờ có nói hưu nói vượn. Tần sương hừ lạnh hanh nói rằng ta chỉ là muốn nhìn ngươi tên bại hoại này ngỏm rồi không có trầm. Tường Kiều chân uống trà, cười nói, ta làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy? Đúng rồi, sư phụ của ta có hay không sao thoại cho ta tần. Sương gật đầu nói, có, hắn để ngươi tuyệt đối đừng đi ngạo thế hồn hà. Cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc đã biết ngươi giết chết bọn họ nhiều vị cường giả. Nếu như ngươi đi tới, sẽ bị bên trên cường giả truy sát, sợ cái gì ta nào có như vậy dễ dàng bị bọn họ tìm tới trầm tường một mặt không thèm để ý ta hiện tại không phải khỏe mạnh ở chỗ này sao lại nói ngạo thế hồn hà nào có như vậy dễ dàng đi bán quỷ lão đầu hiện tại đi bán mình chính là vì đi ngạo thế hồn hà ngạo thế hồn hà cùng nơi này không giống ngươi ở phía trên rất dễ dàng bị bọn họ tìm tới bởi vì ở phía trên hơi thở của ngươi căn bản là không có cách ẩn nấp rất dễ dàng bị những cường giả kia lần theo đến. Người sức mạnh khí tức hàng mẫu đã bị đưa lên tần. Sương cũng không đồng ý trầm tường đi ngạo thế hồn hạt tiểu. Sương Sương, ngạo thế thánh long này to con ở phía trên, ngươi đừng quên. Ngạo thế thánh long nhưng là đã giúp chúng ta, cái tên này thành thật thật thà. Lại bị cổ hỏa thần tông bán đi, để hắn đi ngạo thế hồn hà. Mà cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc đều biết ngạo thế thánh long nắm giữ sáng đạo thánh tinh. Phòng chừng ở phía trên quá chừng ta nhất định phải đi tới giúp hắn nha, lời. Nói này để tần xương cao mày trở nên trầm tư, nàng mặc dù là cái nữ tử. Nhưng cũng là cái người nói nghĩa khí, ngạo thế thánh long đối với bọn họ quả thật không tệ. Ngạo thế thánh long mới vừa tiến vào cổ hỏa thần tông liền bị sắp xếp đến ngạo thế hồn hà chi. Trên, rất rõ ràng chính là cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc đám người kia rượt dây cổ hòa thần tông làm như vậy, mà kệ ngạo thế thánh long ở phía trên thế nào rồi. Trầm tường nhất định phải đi một chuyến, tiểu xương xương, ngươi có biện pháp đi tới sao? Trầm tường hỏi, biện pháp là có. Chỉ có điều cần sử dụng tinh hoàng mới được. Tần xương thở dài một hơi, hiện tại nàng đã đồng ý trầm tường đi ngạo thế hồn hà không? Có chuyện gì, tinh hoàng cái gì ta đều có thể luyện chế. Trầm tường lặng lẽ cười nói, được rồi ta biết ông nội ta ở chỗ này có một cái cổ xưa truyền tống trận có thể truyền tống đến ngạo thế hồn hà cần chỉ ít ba khối tinh hoàng mới có thể mở ra tần sương nói một chút nói không thành vấn đề sau đó thời gian trong trầm tường tại u giao sơn trang bên trong thời gian sử dụng lĩnh vực nhanh chóng luyện chế tinh hoàng chủ yếu sử dụng vạn đạo thần thổ tinh đi luyện chế điều này cần rất nhiều thời gian một tháng trôi qua trầm tường luyện chế thành công ra bốn khối tinh hoàng đúng rồi ngươi biết ngươi lần trước cùng cố minh hiên lúc chiến đấu là tình huống thế nào sao tần sương hỏi không biết ngươi biết trầm tường đối tình huống đó cũng rất tò mò ngươi dung hợp thần bí sáng đạo chú văn tần sương nói rằng bà nội ta nói sáng đạo chú văn là sớm nhất thời điểm ngưng tụ các loại đại đạo sức mạnh chú văn đây là sớm nhất xuất hiện đồ vật vì lẽ đó phi thường mạnh mẽ thần bí, những này chú văn nên sẽ ở đó cái đồng thau la bên trong. Tần Sương nói rằng, những này sáng đạo chú văn muốn làm sao sử dụng. Trầm tường đối sáng đạo chú văn không có chút nào hiểu rõ, bà. Nội nói rồi, luyện khí luyện đan thời điểm gia nhập một điểm, đều sẽ phi thường lợi hại. Tần Sương nói rằng, ngươi thời gian, đi nhìn thử một chút. Có thể hay không khống chế những này sáng đạo chú văn dùng sức mạnh của ngươi viết ra sáng đạo chú văn đến trầm tường gật gật đầu được hiện tại chúng ta liền đi ngạo thế hồn hà đi chính người đến liền hành truyền tống trận một lần chỉ có thể để một người đi ta muốn bồi bà nội nàng nói ra ra sẽ trở về tìm nàng tần sương lắc lắc đầu chờ ta sau khi thực lực cường đại ta sẽ đi tìm ngươi tần sương mang theo trầm tường đi tới cái kia truyền tống trận trên đường tới đều tại căn dặn trầm tường sự tình các loại như là cái tiểu thê tử như thế để trầm tường trong lòng ấm áp trước khi đi bình thường lạnh như băng tần xương dĩ nhiên chủ động hôn một cái trầm tường môi nguyên bản nàng chỉ là dự định hôn một chút nhưng trầm tường rất hào phóng không cho nàng hôn một chút liền triệt mà là ôm nàng làm cho nàng hôn thời gian rất lâu cuối cùng tần xương đỏ mặt nhi một bên sân mắng một bên căn dặn sự tình các loại nhìn theo trầm tường truyền tống đi. Chương 3327, thần bí hồn hà. Dấu lớn truyền tống trận sau khi mở ra, trầm tường liền đến đến ngạo thế hồn hà bên trên quả. Nhiên là một dòng sông nha. Trầm tường chỉ nhìn thấy phía trước có một cái rất rộng rất dài. Dòng sông, chỉ có điều con sông này nước sông là màu đen. Tại giữa sông có rất nhiều điểm điểm ánh sáng, vậy thì là ngạo thế cuồng hồn, đây. Là tầng thứ nhất ngạo thế hồn hà sao? Trầm tường ngẩng đầu nhìn trên không. Chỉ thấy càng cao hơn bầu trời xuất hiện có một cái quang mang ngang qua bầu trời. Vậy thì là hai tầng ngạo thế hồn hà. Tại rất cao địa phương, ngạo thế hồn hà người ở phía trên sẽ không rất nhiều. Thế nhưng có thể đi tới nơi này người đều rất mạnh, trước tần xương liền nói với hắn. Để hắn chú ý thêm, nhìn ngạo thế thánh long ở nơi nào. Trầm tường lấy ra vảy rồng, tại chỗ xoay quanh, tìm kiếm ngạo thế thánh long vị trí hắn chuyển tới một phương hướng sau vẩy rồng sáng lên vẩy rồng ánh sáng không sai nói rõ ngạo thế thánh long lúc này trạng thái vô cùng tốt cũng còn tốt trầm tường thở phào nhẹ nhõm trước hắn ở phía dưới thời điểm có thể không nhìn thấy mảnh này vẩy rồng phát sáng phong khả nhi cảm thấy rất hiếu kỳ nói rằng này ngạo thế hồn hai bờ sông bờ sông rất rộng rãi xem ra là một cái tiểu thế giới nha cũng không biết hai bờ sông có cái gì trầm Tường bây giờ cách ngạo thế hồn hà rất gần. Hắn có thể nhìn thấy bờ sông hai bên đều có cây cối. Dòng sông bên trong có thật nhiều ngạo thế cuồng hồn, nhưng hắn tới gần sau khi. Dĩ nhiên phát hiện, những ngạo thế đó cuồng hồn cũng không tốt vổ lấy, chuyện gì thế này. Lẽ nào ta tinh thần đi tới ngạo thế hồn hà cùng này điều không giống. Trầm tường cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tuy rằng hắn có thể nhìn thấy trong sông có thật nhiều điểm điểm ánh sáng nhưng cũng không cách nào đem mò tới sử dụng tinh thần cũng không được hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao trước cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người đều nói bọn họ người tại ngạo thế hồn hà bên trên nhưng muốn chiếm được ngạo thế cuồng hồn không dễ dàng hắn suy đoán tại vạn đạo bên trên thời điểm tinh thần có thể đi đến ngạo thế hồn hà vùng đất trung tâm nơi đó ngạo thế cuồng hồn nhiều nhất mà hắn hiện tại tại ngạo thế hồn bờ sông một bên nhìn thấy mặc dù là ngạo thế cuồng hôn, nhưng cũng là loại kia phi thường suy yếu ngạo thế cuồng hôn. Trên căn bản không có giá trị gì nếu như muốn tìm tới ngạo thế cuồng hôn. Phải lẻn vào giữa sông đi tìm, cũng không biết phía dưới có hay không nguy hiểm. Trầm tường rất muốn thử một chút xem, bất quá hắn hiện tại có việc trọng yếu. Hắn muốn đi tìm ngạo thế thánh long, tần xương đối ngạo thế hồn hà cũng không làm sao hiểu rõ vì lẽ đó trầm tường không thể từ trong miệng nàng biết được bao nhiêu thứ hữu dụng, chỉ có thể tìm cá nhân hỏi một chút. Trầm tường trước nghe nói vương đạo đã nói, phía trên này có không ít tài nguyên. Nói không chắc vương đạo hiện tại đã bán mình đi tới nơi này bên trên, hắn hướng đi ngạo thế. Thánh Long vị trí, này không cần hắn qua sông, nếu không sẽ có chút phiền phức. Ở đây là không thể phi, mà hắn sử dụng lực lượng không gian cũng không thể thuấn di đến hà bờ bên kia mặt sông quá rộng bơi qua đi hắn lại có chút sợ bởi vì nước sông đen thùi không nói ra được âm u đáng sợ trầm tường rất nhanh sẽ xuyên qua một mảnh rừng rậm hắn chảy qua rừng rậm thời điểm phát hiện trong rừng rậm có thật nhiều trôi nổi điểm sáng đều đang là ngạo thế cuồng hồn chỉ có điều là loại kia rất kém cỏi sắp chết đi ngạo thế cuồng hồn ngạo thế cuồng hồn cũng có thể lên bờ nha Trầm tường cảm thấy vô cùng mới mẻ, xuyên qua rừng rậm sau khi. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có mấy người ở một tòa bên dưới ngọn núi nghỉ ngơi. Hắn cũng không biết cái kia là người nào, hơn nữa đám người kia cũng phát hiện hắn. Chính hướng hắn vẫy tay, tiểu tử, lại đây, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không ăn đi ngươi. Nói chuyện chính là một người trung niên đại thúc, ăn mặc một bộ áo giáp màu đen hắn tựa ở trên một tảng đá trình uống rượu trầm tường phi thường cảnh giác đi tới bốn người này bên trong một cái trung niên một ông già mặt khác hai cái đều là nữ tử một người trong đó lớn lên vui tươi đáng yêu nhìn thấy trầm tường sau khi đối trầm tường điềm điềm nở nụ cười một cái khác nhưng là lạnh như băng ăn mặc một bộ quần áo bó màu đen vóc người vô cùng nóng nảy trầm tường tới được thời điểm chỉ là lạnh lùng liếc trầm tường một chút tiểu quỷ, có hứng thú gia nhập chúng ta tiểu đội sao? Đại thúc tuổi trung niên cười nói, ta tống thiên xuyên, ông lão này là tần thái vũ. Gọi hắn tần lão đầu là được. Cái kia vui tê tiểu nha đầu là đỗ nhu khả. Lạnh như băng cái kia là vu y lan, người đây. Tống thiên xuyên hỏi, trầm tường, trầm Tường cũng không biết cái này tiểu đội là làm gì, đội. Trưởng, tên tiểu tử này vừa nhìn chính là cái newbie cũng biết hắn là làm sao lẫn vào ngạo thế hồn hà bên trên xem khí tức. Vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh đi, hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta thích hợp sao? Tần Thái Vũ này tiểu lão đầu nói rằng, này, không thành vấn đề, ta nhìn hắn thích hợp, các ngươi phải biết. Hiện tại muốn tìm cá nhân rất khó nha, newbie làm sao? Chúng ta không đều là từ newbie tới được sao? Tống Thiên Xuyên cười nói, cái này, Tống Đại Thúc, các ngươi này tiểu đội là làm gì? Trầm Tường hỏi, "Săn giết cuồng hồn thú, ngươi sẽ không phải không biết cuồng hồn thú là cái gì chứ?" Vui tươi nữ tử Đỗ Nhu khả nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi kinh ngạc ta. "Ta thật không biết, Trầm Tường xác thực không rõ ràng, chính là ngạo thế cuồng hồn biến ảo thú loại, thực lực rất mạnh. Hơn nữa, loại này cuồng hồn thú hiểu được ăn thịt người tu luyện, săn giết được một đầu." chúng ta có thể đi đổi lấy vạn đạo thần thổ tinh tống thiên xuyên nói rằng cái này vậy các ngươi muốn đi phương hướng nào ta hiện tại muốn đi đâu một bên trầm tường chỉ chỉ một phương hướng bởi vì ngạo thế thánh long sẽ ở đó một bên chúng ta cũng đang muốn đi bên kia ở bên kia có cuồng hồn thú qua lại tống thiên xuyên cười nói liền gia nhập chúng ta đi có chúng ta bốn người tại Ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được đến thời điểm cũng sẽ phân ngươi một điểm chỗ tốt được rồi ta gia nhập tống thiên xuyên đều như vậy nhiệt tình trầm tường cũng không muốn từ chối cùng với bọn họ còn có thể biết một ít chuyện cũng có thể an toàn rất nhiều tống thiên xuyên nhìn một chút hắn cái khác ba cái đội viên tùy tiện rồi đội trưởng ngươi nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề tần lão đầu không có ý kiến tên tiểu tử này lớn lên rất tuấn rất thật thà gia nhập chúng ta cũng không sai. Đỗ nhu khả con mắt mị đến như chỗ ngoặt chỗ ngoặt trăng lưỡi liềm. Điềm điềm cười, trầm tường trong lòng thầm nghĩ. Người cái tiểu nha đầu này lớn hơn so với ta không được chạy đi đâu. Lại còn nói ta là tiểu tử, cái kia vóc người nóng nảy mặt lạnh mỹ nữ không lên tiếng. Xem như là ngầm thừa nhận, đến hiện tại, Vu Y Lan đều chưa từng nói một câu nói. Nàng tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng đầy mặt ghét bỏ nhìn trầm tường để trầm tường rất là khó chịu, hài tử, ngươi là làm sao đi tới ngạo thế hồn hà. Đỗ nhu khả hết sức tò mò, âm thanh kiều ngọt hỏi, gọi ta hài tử. Lão tử cao hơn ngươi, lớn hơn ngươi có được hay không? Ngươi xem ra cũng đại không tới chạy đi đâu. Trầm tường nội tâm vô cùng không nói gì nghĩ, trầm tường bất đắc dĩ thở dài. Bán mình 15 năm, giúp người đào 15 năm tảng đá, mới giành lấy tự do, tất cả mọi người âm thầm gật đầu bởi vì rất nhiều người đều là dùng phương thức này. Tần lão đầu chính là bán mình tới, những tháng ngày đó xác thực chua sót. Khiến cho hắn có thật nhiều cảm xúc, vậy ngươi am hiểu cái kia phương diện. Đỗ Nhu khả lại hỏi, ta am hiểu. Chạy trốn, trầm tường suy nghĩ một chút, nói rằng. mươi 3328, cuồng đao ngũ hổ. Dấu lớn đây quả thật là là trầm tường am hiểu nhất, nếu như hắn không am hiểu cái này đã sớm chết đỗ nhu khả cười khúc khích đừng nghịch ta hỏi ngươi tại đánh nhau thời điểm am hiểu phương diện nào đánh lén trầm tường nghiêm trang nói tốt xấu xa nha đỗ nhu khả đột nhiên cảm thấy trầm tường rất thú vị ngoại trừ đánh lén ở ngoài đây còn có cái gì am hiểu phương thức công kích làm mất mặt trầm tường lại nói đây quả thật là hắn rất am hiểu đỗ nhu khả ngẩn người nở nụ cười lại hỏi ngươi thường thường sử dụng binh khí đây kiếm Trầm tường nói rằng, có. Thể cho ta nhìn một chút ngươi kiếm sao? Đỗ Nhu khả hỏi vấn đề, cũng là bọn họ tiểu đội khá là quan tâm. Dù sao Trầm Tường là tân đội viên, bọn họ muốn biết rõ Trầm Tường nội tình, Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, xem. Ra rất bình thường, Đỗ Nhu khả cười nói, cái, kia Đỗ Tỷ thì có thể hay không đưa ta một cái tốt. Trầm Tường vò đầu nở nụ cười, tiểu. Tử, vừa mới mới vừa vào đội đã nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi thằng nhóc láo cá đỗ nhu khả khẽ cười nói chờ lần sau cướp được một cái tốt ta sẽ đưa cho ngươi quỷ hẹp hòi trầm tường thấp giọng lầm bầm đỗ nhu khả không vui nói trong tay ta thật không có so ngươi thanh kiếm này càng tốt hơn được rồi lần sau cướp được tốt ta nhất định đưa cho ngươi ngoan đừng nóng giận các ngươi là không phải thường thường làm cướp đồ vật hoạt động Trầm tường hỏi, tình. Cờ đi, nhìn thấy đại dê béo thời điểm, chúng ta sẽ mở khai chai. Đỗ nhu khả dùng cái kia kiểu ngọt tiếng nói cười nói, trầm tường trong lòng một trận lo lắng. Nguyên lai hắn là tiến vào giặc cướp tiểu đội, bốn người này thực lực đều rất tốt. Ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, tu vi trên đều còn cao hơn hắn hơn nhiều. Bọn họ có thể đi tới ngạo thế hồn hà, bản thân liền phi thường có bản lĩnh, đi thôi chúng ta hiện tại chạy đi đi đến trước lúc trời tối rời xa ngạo thế hồn hà tống thiên xuyên một mặt nghiêm túc tại sao hiện tại chúng ta không phải khoảng cách ngạo thế hồn hà rất xa sao trầm tường không hiểu còn chưa đủ xa tống thiên xuyên nhìn ngạo thế hồn hà phương hướng đến trời tối chính là ngạo thế cuồng hồn đi ra ăn uống thời gian người chưa từng thấy loại kia tình cảnh đi trầm tường lắc lắc đầu loại kia tình cảnh tốt nhất không muốn phải nhìn sẽ dọa ngươi tè ra quần tần thái vũ cười ha ha lên tới hàng ngàn tỷ ngạo thế cuồng hồn vây công ngươi ngươi tưởng tượng một chút liền biết rồi một đạo ngạo thế cuồng hồn chỉ cần hấp thu ngươi một chút xíu sức mạnh ngươi liền lập tức bị hút khô này ngạo thế hồn hà bên trên ngạo thế cuồng hồn phi thường đáng sợ chỉ cần ngươi cách bọn họ gần một điểm bọn họ liền có thể hấp thu đến bên trong cơ thể ngươi năng lượng tuy rằng chỉ là một chút xíu nhưng vô số ngạo thế cuồng hồn gộp lại ngươi liền xong đời đỗ nhu khả nói rằng chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi ngạo thế cuồng hồn lúc đi ra nên bao trùm tới đây trầm tường đối ngạo thế hồn hà nhận thức lần thứ hai lật đổ này ngạo thế hồn hà bên trên cũng không có hắn tưởng tượng đến tốt đẹp như vậy nếu như không phải những người này nói cho hắn hắn hiện tại còn chậm rãi đi ở nơi này đây dọc theo đường đi mọi người lao nhanh rời xa ngạo thế hồn hà trời tối thời điểm bọn họ đã vượt qua vài miếng núi rừng lúc này bọn họ đứng trên một ngọn núi cao diện nhìn xa xa cái kia mảnh mông lung quang hà mông lung quang hà bao trùm một đám lớn bầu trời vậy thì là từ ngạo thế hồn hà đi ra ngạo thế cuồng hồn dọi sáng nửa bầu trời tại buổi tối đi vào bên trong chính là ác mộng nha tần thái vũ nói rằng không ít người vừa mới lên tới nơi này đối này không biết sẽ chết ở bên trong nếu như nhảy vào ngạo thế hồn hà nào sẽ thế nào trầm tường không khỏi dùng mình một cái bởi vì trước hắn suýt chút nữa liền nhảy vào ngạo thế hồn hà hắn muốn đi xuống xem một chút tự sát đỗ nhu khả chỉ nói hai chữ thế nhưng cái kia muốn làm sao mà qua nổi hà trầm tường hít sâu một hơi trước hắn suýt chút nữa liền tự sát đi tới quá nguy hiểm qua sông bờ sông bên kia có cái gì không có ai biết bên kia phi thường thần bí tống thiên xuyên lắc lắc đầu rất nhiều ngu xuẩn đều bị thần bí bờ đối diện hấp dẫn muốn bơi qua đi cuối cùng chết ở giữa sông trầm tường suýt chút nữa liền trở thành loại này ngu xuẩn cũng còn tốt hắn muốn đi tìm ngạo thế thánh long mới chưa từng có đi Ngạo thế Thánh Long tại vô hình trung cứu hắn một mạng nha, bình thường tìm kiếm ngạo thế cuồng. Hồn thời điểm đều là tinh thần đi tới ngạo thế hồn hà. Tổng cho rằng ngạo thế cuồng hồn rất yếu. Thế nhưng bọn họ chân thân đi tới ngạo thế hồn hà sau khi mới biết ngạo thế cuồng hồn đáng sợ giường nào, này còn chỉ là một tầng ngạo thế hồn hà bên trong. Cuồng hồn nha, nghỉ ngơi qua đi, bọn họ lại bắt đầu chạy đi trầm tường biết được bọn họ muốn đi một cái tên là thiên hà sơn mạch địa phương ở bên kia có cuồng hồn thú qua lại rất nhiều người đều ở nơi đó hơn nữa trong này còn có sáng đạo thánh thạch khai quật quá hừng đông thời điểm bọn họ đi tới thiên hà ngoài dãy núi diện một tòa thành nhỏ nơi này thật nhiều tiểu đội bọn họ đều là chuẩn bị tiến vào sơn mạch hoặc là mới vừa từ bên trong dãy núi đi ra yêu này không phải tống thiên xuyên sao mấy tháng không gặp, các ngươi tiểu đội thêm một cái tiểu quỷ nhỉ. Nhìn dáng dấp chỉ là một cái newbie, các ngươi lăn lộn thật kém cỏi vì tập hợp đội viên. Liền newbie đều mang, nhu có thể cô nàng vẫn là vui tươi như vậy, vu. Y Lan vẫn là cùng trước đây như vậy, một câu nói đều không nói lời nào. Liền cười đều không cười, Tống Thiên Xuyên bọn họ tựa hồ rất có tên. Đi ở thành nhỏ trên đường phố, lục tục có người cùng bọn họ chào hỏi hoặc là trêu chọc bọn họ vài câu trầm tường cũng cảm thấy kỳ quái hắn hoài nghi vu y lan không biết nói chuyện đều đã lâu như vậy vu y lan dĩ nhiên một câu nói đều chưa từng nói nha tống đại thúc các ngươi là không phải rất mạnh nhỉ làm sao như vậy nổi danh trầm tường tò mò hỏi cái kia là đương nhiên chúng ta nhưng là đã từng săn giết quá cuồng hồn thú bên trong khá là có tiếng cuồng hồn sừng rồng thú, hơn nữa chúng ta ở chỗ này lăn lộn rất nhiều năm, rất nhiều người đều biết chúng ta. Đỗ Nhu Khả nói rằng, như vậy nha. Vậy các ngươi trước chạy đến bờ sông làm gì? Nguy hiểm như thế. Trầm tường hỏi, còn không phải truy một con cuồng hồn kim bằng sao, ai? Không đuổi kịp nha. Tần Thái Vũ than thở, nếu như bắt được, đem thuần phục. Nói không chắc liền có thể mang chúng ta mang tới bờ đối diện đi xem xem, cuồng hồn kim bằng là có thể phi hành thú loại trầm tường đột nhiên nghĩ đến chính mình xích hỏa thần long không biết có thể hay không ở đây phi hành nếu như có thể liền có thể qua sông đi xem xem có thể phi hành cuồng hồn thú đều rất mạnh hơn nữa còn trên không trung rất khó bắt được tống thiên xuyên nói rằng nói không chắc những này có thể phi hành cuồng hồn thú thường thường đi bờ sông bên kia cho nên mới từ bờ đối diện thu được sức mạnh mạnh hơn trở nên rất mạnh đỗ nhu khả nói rằng có khả năng này tống thiên xuyên mang theo đội ngũ đi tới một gian khách sạn uống rượu ăn cơm tống thiên xuyên bọn họ vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì có một cái tiểu nhị vội vàng chạy tới tống đại gia kẻ thù của các ngươi đến rồi khách sạn tiểu nhị phi thường sốt ruột nói rằng ai tống thiên xuyên vội vàng hỏi chúng ta kẻ thù có thêm đi cuồng đao ngũ hổ khách sạn tiểu nhị làm cho cả khách sạn đều trở nên trầm mặc chương 3329, cuồng hồn hắc hổ thú. Dấu lớn trầm tường không biết cuồng đao ngũ hổ là ai. Bất quá hắn có thể đoán được cái kia là cuồng đao tộc, cuồng đao tộc cùng hắn có cựu oán. Không nghĩ tới tống thiên xuyên tiểu đội cũng cùng cuồng đao tộc người có liên quan. Hắn phát hiện mình gia nhập cái này tiểu đội cũng thật là không gia nhập sai, bọn họ tới sao? Tống thiên xuyên hỏi, đã vào thành, chuẩn bị liền đến nơi này khách sạn tiểu nhị có chút sốt sắng, hắn lo lắng chờ một chút đánh tới đến. Sẽ đem khách sạn này hủy diệt, chúng ta đi ra ngoài. Tống Thiên Xuyên biết tiểu nhị lo lắng. Sau đó mang đội đi ra ngoài, tại ngạo thế hồn hà bên trên. Mọi người sợ nhất chính là cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc loại này bộ tộc. Thực lực của bọn họ rất mạnh, trưởng quản tiến vào ngạo thế hồn hà đường nối khống chế lượng lớn tài nguyên, trời sinh liền thực lực mạnh mẽ, tuy rằng đối mặt cuồng đao ngũ. Hổ thế nhưng Tống Thiên Xuyên bọn họ nhưng không có vẻ sợ hãi, cuồng đao ngũ hổ ngay ở bên. Ngoài, bọn họ cưỡi lấy năm con màu đen cự hổ mà đến. Trên người tỏa ra hừng hực cuồng đao tộc khí tức trầm tường cũng không sợ những người này. Trước hắn nhưng là tốt quá không ít loại này bộ tộc cường giả cho. Các ngươi thời gian một tháng, săn giết 10 con cuồng hồn hắc hổ thú đem cuồng hồn thú hạch giao cho chúng ta, trước ân oán liền xóa bỏ, bằng không. Chúng ta cuồng đao tộc liền đối với các ngươi triển khai lệnh truy sát. Cưỡi lấy con cọp một người trung niên lạnh như băng nói rằng, cho tới sau khi. Giao du tòa thành nhỏ này cuồng đao cắt nói. Xong, này cuồng đao ngũ hổ liền cưỡi lấy con cọp rời đi, một. Người trong đó là ngạo thế thánh cảnh hậu ký. Trầm tường cau mày, trong lòng âm thầm hít một hơi người trung niên dáng dấp ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, đây chính là rất mạnh thực lực. Cổ hỏa thần tông cái kia trưởng giáo còn là một lão già, hắn đã sớm nghe nói. Cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc tại ngạo thế hồn hà du đẳng, đều là rất mạnh những kia, đi. Vào núi, Tống Thiên Xuyên nói xong, nhìn về phía trầm tường, nói rằng. Người có thể không cần đi, chờ chúng ta đem chuyện này giải quyết. Người lại ra nhập thêm chúng ta, như vậy sao được ta cũng phải đi vào ta cũng không muốn chỗ tốt gì chính là đi vào học hỏi kinh nghiệm trầm tường từ vảy rồng có thể biết ngạo thế thánh long sẽ ở đó một bên sơn mạch phương hướng được rồi vậy thì đồng thời đi vào tống thiên xuyên gật gật đầu bởi vì đây là bọn hắn cùng cuồng đao tộc trong lúc đó ân oán khi đó trầm tường vẫn không có gia nhập vào rời đi thành nhỏ tiến vào bên trong dãy núi sau khi trầm tường hỏi tống đại thúc các ngươi là như thế nào cùng cuồng đao tộc kết làm mối thù đỗ nhu khả hầm hư nói rằng này đám bá đạo gia hòa chúng ta căn bản không muốn chọc giận bọn họ chúng ta lúc trước tại vây giết một con cuồng hồn hắc hổ thú vừa vặn gặp được những người này bọn họ ngạnh nói đó là bọn họ phát hiện trước sau đó phát sinh tranh chấp cuồng hồn hắc hổ thú chạy mất bọn họ liền lại chúng ta nói để chúng ta dẫn đến bọn họ tổn thất sau đó chúng ta liền đánh tới đến rồi, đánh không lại bọn hắn, chúng ta liền chạy. Sau đó bọn họ liền đến nơi tìm chúng ta. Khi đó chúng ta còn không biết bọn họ chính là cuồng đao tộc người những. Người này thực sự là bá đạo, có thể giết chết bọn họ là tốt rồi. Trầm Tường nói rằng, nghe thấy Trầm Tường, mọi người đều một mặt giật mình nhìn Trầm Tường. Liền ngay cả cái kia lạnh như băng không nói lời nào Vu Y Lan cũng đầy mặt kinh ngạc bởi vì trầm tường lại có giết chết cuồng đao tộc ý nghĩ nếu như giết chết cuồng đao tộc người vậy thì là triệt để cùng cuồng đao tộc kết làm không rõ mối thù sẽ bị cuồng đao tộc lệnh truy sát truy sát trầm tường trước giết chết quá không ít cuồng đao tộc ra hỏa vì lẽ đó hắn nói tới rất dễ dàng được rồi chúng ta nhanh lên một chút đi tìm cuồng hồn hắc hổ thú trầm tường lập tức nghĩ tới điều gì nói rằng trầm tường trước đã gặp cuồng hồn hắc hổ thú chính là cuồng đao tộc cái kia năm cái trung niên cưỡi lấy màu đen con cọp thực lực quả nhiên rất mạnh đều là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ mà hoang dại cuồng hồn hắc hổ thú càng mạnh mẽ hơn rất khó giết chết lần trước cuồng đao ngũ hổ đến rồi cũng làm cho cái kia cuồng hồn hắc hổ thú chạy tống thiên xuyên bọn họ phi thường có kinh nghiệm tiến vào thiên hà sơn mạch không bao lâu rất nhanh sẽ phát hiện cuồng hồn hắc hổ thú hành tung sau đó một đường lần theo lần theo hai ngày sau bọn họ đi tới một vùng bình địa trên mà tại bình địa biên giới né tránh trên có một ít cỏ dại cỏ dại che lấp đi một hang núi là hang hổ tống thiên xuyên sắc mặt nghiêm túc từ khi tức đến xem bên trong nên chỉ có một con cuồng hồn hắc hổ thú y lan tốc độ ngươi nhanh nhất ngươi đi vào đem hắc con cọp dẫn ra tống thiên xuyên thấp giọng nói rằng trầm tường ngươi trốn khá một chút nếu như tình huống không đúng, chính ngươi chạy là được rồi. Không cần phải để ý đến chúng ta, trầm tường gật gật đầu, tần. Lão đầu, ngươi đào động trốn ở mặt đất, xem chuẩn cơ hội đánh lén, nhu. Khả, ngươi ngưng xúc ngươi cuồng lôi thánh lực, xem đúng thời cơ nện hổ đầu. Y lan ngươi đem con cọp dẫn ra sau khi, ngay ở chung quanh hắn chạy tới chạy lui. Nhiễu loạn sự chú ý của hắn, ta trực tiếp đối mặt hắc con cọp tống. Thiên Xuyên làm tốt chiến trước kế hoạch, mọi người đều nghe rõ ràng sau khi gật gật đầu. Sau đó bắt đầu hành động, trầm tường núp ở phía xa một tảng đá mặt sau. Nhìn hành động của bọn họ, hắn không nghĩ tới Đỗ Nhu khả cái này yểu điệu vui tươi nha đầu. Lại nắm giữ cuồng lôi loại này dã man sức mạnh cuồng bạo mà Vu Y Lan nhưng là tốc độ nhanh. Nhất lá gan cũng rất lớn, lại dám chính mình một người tiến vào hang hổ bên trong, Tống Thiên xuyên nhấc theo một cái búa lớn chờ ở bên ngoài tần lão đầu cũng không biết lúc nào chui vào sâu trong lòng đất chờ đợi thời cơ đánh lén hống một tiếng hổ gầm vang vọng đi ra chỉ thấy một bóng người xinh đẹp bay ra ngoài cái kia chính là vu y lan là hổ vương vu y lan sau khi đi ra kinh hô một tiếng trầm tường cuối cùng cũng coi như nghe thấy nàng âm thanh tràn ngập hoang mang hổ vương mọi người cẩn thận dựa theo vừa nãy kế hoạch tống thiên xuyên cũng là cả kinh nắm chặt trong tay màu đen búa lớn một đạo bóng đen to lớn bay nhảy đi ra gầm thét lên đánh về phía tống thiên xuyên tốc độ phi thường nhanh tống thiên xuyên né tránh đồng thời nhưng người quay về hắc con cọp một búa xuống nhưng cũng bổ cái không hắc con cọp hình thể tuy rằng to lớn nhưng cũng linh hoạt như miêu đột nhiên nhảy đánh tách ra tống thiên xuyên công kích ầm ngừng xúc cuồng lôi thánh lực đỗ nhu khả xem đúng thời cơ tại hắc con cọp tách ra tống thiên xuyên lưỡi búa thì phóng thích cuồng bạo lôi điện chi lực chỉ thấy một đạo cuồng lôi đánh xuống trực kích hắc con cọp cái kia đầu to lớn hống 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 hắc con cọp bị đánh cho mắt nổ đom đóm tức giận không thôi rít gào vài tiếng tống thiên xuyên nhấc theo búa lớn xông tới quay về hắc con cọp cổ chính là mấy cái lưỡi búa xuống bổ ra từng đạo từng đạo hồng huyết thân hình mạnh mẽ vô y lan giống như quỷ mị lại đây, cầm trong tay một cây trường thương. Đâm vào hắc con cọp con mắt, cùng lúc đó, trốn ở lòng đất tần lão đầu cũng từ mặt đất nhô ra. Hắn ngay ở hắc con cọp bụng phía dưới, hai cái sắc bén đoạn đao sáng lấp lóa. Xen vào hắc con cọp bụng, ầm, đỗ nhu khả lần thứ hai phóng thích một đạo cuồng lôi. Bổ chúng hổ đầu, hắc con cọp ngã xuống tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm trầm tường không khỏi than thở một tiếng bốn người bọn họ phối hợp đến phi thường hiểu ngầm lập tức liền đem này mạnh mẽ cuồng hồn hắc hổ thú bắt không đúng thực lực của người này không yếu như vậy hắn nhưng là hổ vương tống thiên xuyên nói rằng hổ vương thực lực phải làm có ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ vượt xa nhân loại bình thường chúng ta bốn người liên thủ không có như vậy dễ dàng bắt móng vuốt là màu vàng, đúng là hổ vương. Tần lão đầu cau mày nói rằng, lẽ nào? Lẽ nào là cái tên này có thương tích tại người, như vậy là món đồ gì đả thương hắn, không? Được, đả thương hắn đích ra hỏa khẳng định ở ngay gần. Tống thiên xuyên hoàn toàn biến sắc. mươi 3330, đáng sợ độc hầu. Dấu lớn trầm tường cũng là một trận kinh ngạc, vội vã cảnh giác lên. Này, bốn phía còn ẩn giấu càng thêm lợi hại đồ vật, có thể làm tổn thương Hắc lão hổ vương, rốt. Cuộc là thứ gì đây? Trầm Tường triển khai phản sức mạnh ẩn nấp chính mình. Hắn cũng rất lo lắng, nếu như ngay ở bên cạnh hắn, hắn liền rất nguy hiểm, cẩn thận đến rồi. Tống Thiên xuyên hét lớn một tiếng, cái đầu rất nhỏ trầm. Tường nội tâm một trận sợ hãi, bởi vì hắn cái gì đều không nhìn thấy nhưng tống thiên xuyên lại phát hiện là một con hầu tử sử dụng kịch độc hầu tử tần lão đầu cũng nhìn thấy kinh hô mọi người cẩn thận vu y lan đột nhiên khẽ kêu một tiếng trên người xuất hiện một trận khói đen chỉ thấy nàng thân thể mềm mại đột nhiên hóa thành màu đen khí vụ một con cao bằng nửa người hầu tử từ thân thể của nàng sâu vào trầm tường há to mồm hắn cho rằng vu y lan bị giết chết y lan Đỗ nhu khả kiều hô, phóng thích một đạo cuồng lôi, nện tại con hầu tử kia trên người. Nhưng cũng đánh vặt ra, để người yên lòng chính là, vu y lan hóa thành hắc khí khí vụ sau khi. Rất nhanh lại khôi phục như cũ, xem ra nàng nắm giữ một loại thần thông. Có thể làm cho mình thân thể biến thành hắc khí, bởi vậy. Liền có thể tách ra cái kia hầu tử công kích, hầu tử tách ra đỗ nhu khả xét đánh sau khi cấp tốc chui vào một mảnh núi rừng bên trong, thế nhưng cũng không hề rời đi. Chờ đợi cơ hội công kích cái tên này. Hẳn là trong truyền thuyết cuồng thần độc hầu, móng vuốt có kịch độc. Tần lão đầu cao mày nói, vật này tốc độ rất nhanh, tại nói cho di động thời điểm. Khó có thể vô bắt đến tung tích của hắn, trầm. Tường vẫn liền không cách nào nhìn thấy con khỉ này. Hiện tại hắn sử dụng phản sức mạnh ẩn thân mới yên tâm không ít nếu là con khỉ này công kích hắn hắn liền phiền phức lớn rồi thực lực thế nào đỗ nhu khả hỏi cũng không phải rất mạnh tốc độ nhanh móng vuốt có kịch độc vậy thì đầy đủ để hắn săn giết rất nhiều mạnh mẽ hơn hắn ra hòa tần lão đầu nói rằng con này hổ vương đã trúng độc thời gian vừa đến sẽ chết ở bên trong huyệt động đến thời điểm độc hầu liền có thể hưởng dụng mỗi món ăn chỉ là hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ đến tới đây chúng ta phải cẩn thận Đỗ Nhu Khả điều tra bốn phía, sau đó cẩn thận hướng trầm tường bên kia đi tới. Bởi vì nàng biết trầm tường trốn ở bên kia, bọn họ đột nhiên nhớ tới trầm tường. Trầm tường thực lực muốn so với bọn họ nhược rất nhiều, nếu như bị độc hầu đánh lén. Hơn nửa khó có thể chống đối, không nên tới, ta chỗ này rất an toàn. Trầm tường cho Đỗ Nhu Khả truyền âm, các ngươi cẩn trọng một chút là được, Đỗ. Nhu khả thở phào nhẹ nhõm, trở lại hổ vương thi thể bên cạnh, bọn họ cần đem độc hầu giết chết. Bằng không bọn họ nhất định sẽ bị độc hầu âm thầm theo dõi. Cuối cùng khó tránh khỏi muốn cùng độc hầu một trận chiến, đột nhiên. Núi rừng bên kia truyền đến một điểm yếu ớt tiếng vang. Trầm tường cuối cùng cũng coi như có thể vô bắt đến độc hầu tung tích. Hắn chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn thấy vài đạo bóng mờ, dùng. Đạo tâm nhãn đi xem xem, suýt chút nữa quên trầm tường lập tức triển khai đạo tâm nhãn rất nhanh sẽ nhìn thấy ba đám hồng ảnh loại này quen thuộc hồng ảnh để hắn khiếp sợ bởi vì hắn sử dụng phản sức mạnh chính là như vậy nói cách khác này ba con độc hầu lúc này đều ẩn thân có ba con hầu tử trầm tường vội vàng cho đỗ nhu khả truyền âm đỗ nhu khả nghe thấy sau khi cũng hết sức kinh ngạc ngươi xác định sao xác định các ngươi cẩn thận trầm tường nói rằng ta thử một chút xem có thể hay không dùng đồ vật đem này ba con hầu tử dẫn ra. Cũng không biết này ba con hầu tử có phát hiện hay không hắn. Bởi vì hắn sử dụng phản sức mạnh cùng độc hầu sức mạnh tương tự trầm. Tường thả ra vài con vệ thiên thử tiến vào núi rừng bên trong. Hướng cái kia ba con con chuột sông tới, đồng thời cho đỗ nhu khả bọn họ truyền âm. Để bọn họ chú ý những đại lão kia thử tống thiên xuyên bọn họ cũng đều biết đại lão thử là trầm. Tường thả ra ngoài, lúc này đều lưu ý. Đỗ Nhu Khả càng là âm thầm ngưng tụ mạnh mẽ cuồng lôi lực lượng, chờ đợi xuất kích động thủ. Trầm Tường nhìn thấy cái kia ba con độc hầu đột nhiên hành động. Vội vàng cho Đỗ Nhu Khả truyền âm, Đỗ Nhu Khả đối sấm sét khống chế đã tới cực hạn. Trong nháy mắt thả ra năm đạo sấm sét, nện cái kia năm con đại lão thử. Bởi vì ba con độc hầu hiện tại đều phân biệt công kích con chuột ầm, ngũ lôi nện hạ xuống ba con độc hầu toàn bộ bị chém chúng thế nhưng cũng không có bị trọng thương chỉ là hí một tiếng liền bay nhảy đến núi rừng bên trong còn có ở bên trong không đỗ nhu khả hỏi không ở chính giữa mặt thế nhưng bọn họ khẳng định rất tức giận trầm tường nói rằng chúng ta mau mau rời xa nơi này đi đọc hầu sau khi rời đi tống thiên xuyên thu hồi hổ vương thi thể đang muốn chuẩn bị rời đi một vệt bóng đen đột nhiên vọt tới dĩ nhiên là một con hai người cao hắc viên hắc viên phi hành né qua đến một trưởng đem tống thiên xuyên đánh bay ra ngoài đỗ nhu khả vẫn ngưng xúc cuồng lôi lực lượng hắc viên xuất hiện làm cho nàng tuy rằng rất kinh ngạc thế nhưng nàng vẫn như cũ chấn định phóng thích một đạo cuồng lôi cuồng lôi nện tại hắc viên đầu đánh cho hắc viên phẫn nộ gào thét lên xem ra cũng không có bị tổn thương gì vu y lan từ đằng xa chạy tới mượn nàng cái kia tốc độ cực nhanh nảy sinh rất mạnh lực sung kích cầm trong tay cái kia cây trường thương đâm vào hắc viên phần lưng nhưng cũng chỉ là đâm vào một điểm mà thôi không thể đem hắc viên thân thể đâm thủng này lại là món đồ quỷ quái gì vậy trầm tường ở phía xa nhìn ra kinh ngạc không thôi tống thiên xuyên bị đánh bay sau khi tuy rằng chịu một điểm thương nhưng vẫn như cụ có thể tiếp tục chiến đấu đã nhấc theo hắn búa lớn vọt lên mãnh bổ hắc viên né tránh bên trong không ngừng mà chém vào Vu y lan đem trường thương nhổ ra nguyên lai like hắc viên chờ cơ hội tấn công nữa đỗ nhu khả chính đang ngưng tụ sức mạnh mạnh hơn vừa nãy nàng xét đánh một điểm tác dụng đều không có bây giờ chỉ có tống thiên xuyên người đội trưởng này ở chính diện cùng hắc viên chiến đấu thế nhưng là bị liên tục áp chế hắc viên địa phương đáng sợ nhất chính là thân thể bì rất dày rất cứng cỏi vừa nãy Vu Y Lan trường thương cũng chỉ có thể đâm vào nửa cái đầu thương. Hắc viên huyết đều không ra, cũng không cảm giác được đau đớn, tống thiên xuyên lưỡi búa tuy. Rằng có thể bổ chúng nhiều lần, nhưng cũng chỉ là để cái kia dày đặc hắc bì nứt ra một điểm. Căn bản không đả thương được hắc viên, hắc viên sức mạnh rất mạnh. Vung lên cặp kia thật dài cánh tay, dường như hai cái búa lớn lung tung múa tung. Tống thiên xuyên có đến vài lần liền bị bắn chúng ta nói các ngươi sẽ không có một điểm cái gì tốt thần khí sao trầm tường hỏi hắn cảm thấy nếu là dùng tinh hoàng luyện chế thần binh nhất định có thể đem này hắc viên giết chết trầm tường dự định ra tay nhưng mà đúng vào lúc này hậu hắn dùng đạo tâm nhãn nhìn thấy ba đám bóng đen đột nhiên chạy trốn đi vào hơn nữa mục tiêu chính là vu y lan nguy hiểm trầm tường vận dụng sức mạnh mạnh nhất triển khai một cái thuấn di đi tới vu y lan bên người sau đó lấy ra thiên sáng đỉnh lô, đem cái nắp mở ra. Để cái kia ba con bay nhảy tới được độc hầu tiến vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Sau đó vội vàng đem cái nắp che lên, tại vừa nãy. Ai cũng nhìn thấy cái kia ba con hầu tử muốn từ thiên sáng đỉnh lô đi ra. Nhưng cũng bị trầm tường một cái nắp cho đánh trở lại, đa tạ. Vu Y Lan cũng biết vừa nãy là tình huống thế nào, nếu không là trầm tường lại đây nàng liền hương tiêu ngọc tổn, cái kia ba con độc hầu nhưng là phi thường đáng sợ, không? Cần khách khí, ta dù sao cũng là tiểu đội một thành viên. Trầm tường cười nói, sau đó đem thiên sáng đỉnh lô thu hồi đến, chờ hắn có thời gian. Lại thu thập cái kia ba con độc hầu. Trường 3331, chém giết hắc viên. Dấu lớn trầm tường không nói, mọi người đều suýt chút nữa quên hắn là tiểu đội một thành viên vừa nãy hắn đột nhiên xuất hiện, mọi người cũng rất là kinh ngạc. Tốc độ của hắn dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền đến đến Vu Y Lan bên người, ta hơi mệt chút, ta trước tiên trốn ở một bên. Trầm Tường nói rằng, trước cái kia một hồi thuấn di. Rút đi hắn 8 phần 10 sức mạnh, Tống Thiên Xuyên lúc này vẫn như cũ cùng con kia hắc viên đỏ. Sức mọi người cùng nhau tiến lên. Tống Thiên Xuyên quát, Đỗ Nhu khả lấy ra một cái thật dài từ điện thần tiên quật Hắc Viên đầu, Hắc Viên bị bắn trúng đầu, vô cùng tức giận, đem Tử Điện Thần Tiên bắt lại. Sau đó đem Đỗ Nhu Khả kéo cái thật mạnh. Đỗ Nhu Khả liền bay về phía Hắc Viên, Vu Y Lan vội vàng bay vọt qua, ôm lấy Đỗ Nhu Khả. Không cho Đỗ Nhu Khả bay về phía Hắc Viên, bằng không quá khứ. Nhất định sẽ bị Hắc Viên cái miệng đó ba cắn được, vẫn không có ra tay Tần lão đầu rốt cục động thủ hắn mặt đất đột nhiên bay nhảy đi ra hai cái đoạn đao đâm vào hắc viên hai tay ăn được rất sâu hắc viên gào thét lên hai tay một trận đem tần lão đầu đánh bay ra ngoài tống thiên xuyên nắm lấy cơ hội phất lên búa lớn quay về hắc viên lồng ngực đại lực một búa đánh xuống còn bốc lên một trận màu trắng ánh sáng cũng không biết cái kia là sức mạnh nào nhưng cũng để búa lớn càng thêm sắc bén một chút tại hắc viên lồng ngực lưu lại một đạo rất sâu lỗ hồng, đỗ nhu khả vung lên trong tay từ điện. Thần tiên, cuốn lấy hắc viên cổ, đem hắc viên đại lực kéo một cái. Hắc viên đột nhiên ngã sấp trên đất tống thiên xuyên vung lên búa lớn. Quay về hắc viên cổ chém đánh xuống, chỉ lát nữa là phải đắc thủ. Nào có biết hắc viên phát điên chuyển động lên, tránh thoát đỗ nhu khả từ điện thần tiên. Tống thiên xuyên cũng bị hắc viên cánh tay dài mạnh mẽ xúy bên trong, bị đánh bay ra ngoài, hắn phát điên, nhanh lên một chút giải quyết hắn, nếu không chúng ta liền bỏ chạy. Bị đánh bay ra ngoài tống thiên xuyên hô, lúc này khóe miệng hắn chảy máu. Bị thương có chút trùng, bạo. Tần lão đầu một mặt đau lòng giống lên một tiếng. Chỉ thấy hắn cái kia hai cái cắm ở hắc viên trên người đoàn đau nổ tung. Hắc viên chịu đến rất lớn thương tích, Vu Y Lan nhảy đến rất cao, từ trời cao lao xuống. Trường thương đâm vào hắc viên phần lưng, lần này đâm vào rất sâu, ầm ầm, Đỗ Nhu khả nhìn thấy Vu Y Lan đem trường thương nhổ ra nhảy ra. Sau khi phóng thích một đạo cuồng lôi, đánh vào hắc viên trên vết thương, hống, hắc viên bị bắn trúng, rít gào một tiếng. Hai con mắt đỏ chót cực kỳ, trên người thả ra từng trận hắc khí, đều như vậy. Hắc Viên lại còn có thể đứng lên đến, lúc này mọi người đều tiêu hao rất nhiều, đánh tiếp nữa. Bọn họ sẽ không có đầy đủ sức mạnh quay trở lại, đội trưởng, xem ngươi. Đỗ Nhu khả dùng Tử Điện Thần Tiên nhốt lại Hắc Viên. Đối xa xa Tống Thiên xuyên hô, Hắc Viên mãnh liệt dẫy rụa. Như là bất cứ lúc nào muốn tránh thoát Tử Điện Thần Tiên, mau mau. Đỗ Nhu khả cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu đối tống thiên xuyên hô tống thiên xuyên nằm ở phía xa chậm rãi đứng lên đến xem ra bị thương không nhẹ mọi người ở đây đều đem sự chú ý đặt ở trên người hắn thời điểm trầm tường đột nhiên vọt ra trong tay cửu tiêu thần kiếm quay về hắc viên cổ một chiêu kiếm bổ tới như là phách gỗ như thế đem chém đứt phi thường ung dung hắc viên đầu lâu lăn xuống dưới đến thân thể cũng ngã xuống mặt đất tất cả mọi người từ tràn ngập kinh ngạc nhìn trầm tường trong tay cửu tiêu thần kiếm có thể ung dung phá tan hắc viên phòng ngự vậy cũng là phi thường lợi hại thần khí thế nhưng trầm tường thanh kiếm này trước đỗ nhu khả xem qua nàng không nhìn ra cái gì đến không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy vừa nãy bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được trầm tường không có sử dụng cái gì ngạo thế thánh lực nha này càng thêm nói rõ hắn thanh kiếm kia sắc bén làm sao liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy lợi hại đồ vật trầm tường thở dài nói trước là ba con độc hầu hiện tại lại bốc lên này con hắc viên tần lão đầu đã đem tống thiên xuyên nâng dậy đến cho tống thiên xuyên ăn đan dược chữa thương bên trong dãy núi này vốn là như vậy có lượng lớn các loại mạnh mẽ cuồng hồn thú qua lại cuồng hồn thú ăn cuồng hồn thú có thể trở nên càng mạnh hơn nếu như gặp phải nhân loại cuồng hồn thú cũng sẽ ra tay tống thiên xuyên nói rằng đỗ nhu khả cười cợt nói trầm tường cái tên nhà ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ nha một thân lợi hại như vậy trang bị người đến cùng lai lịch gì ta có thể có lai lịch gì trầm tường bĩu môi hừ không nói quên đi đỗ nhu khả gắt giọng tần lão đầu hì hì cười nói lần này không có trầm tường chúng ta liền phiền phức lớn rồi tần lão đầu để mọi người đều gật đầu nếu không là Trầm Tường ra tay đem cái kia ba con hầu tử trừng trị, Vu Y Lan đã sớm trúng độc. Mà cái kia ba con hầu tử cũng sẽ đục nước béo cò tiếp tục công kích bọn họ. Cuối cùng đang công kích Hắc Viên sẽ là to lớn nhất doanh ra. Tống Thiên Xuyên bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, chỉ có điều, hiện tại bị Trầm Tường hoạt bắt được, hiện tại mọi người đều vội vàng rời đi nơi này nơi này vừa nãy chiến đấu động tĩnh rất lớn nhất định sẽ kinh động xa xa một ít cuồng hồn thú thực lực mạnh mẽ cuồng hồn thú sẽ tới một con hổ vương đỉnh mười con phổ thông cuồng hồn hắc hổ thú tống thiên xuyên nói rằng chính là không biết cuồng đao ngũ hổ có chịu hay không bọn họ hơn nửa không chịu thậm chí sẽ đem ngươi hổ vương toán làm một đầu trầm tường hư nhẹ một tiếng hắn hiểu rõ nhất cuồng đao tộc đám người kia mọi người yên lặng một hồi cuồng đao tộc vốn là như vậy thô bạo xác thực sẽ có loại khả năng này đón lấy chúng ta phải tiếp tục săn giết cuồng hồn hắc hổ thú tần lão đầu thở dài nói không bằng như vậy chúng ta đem hổ vương cùng hắc viên bán đi sau đó sẽ trong bóng tối thu mua cuồng hồn hắc hổ thú trầm tường nói rằng chuyện này giao cho ta là được các ngươi không cần ra mặt đương nhiên sẽ không hoài nghi các ngươi tại không tốt lắm cuồng hồn hắc hổ thú vốn là không dễ mua tuy rằng số lượng không ít tống thiên xuyên nói rằng cuồng hồn hắc hổ thú một khi có đều sẽ bị cuồng đao tộc thu mua bọn họ chủ yếu là dùng để nuôi nấng chúng nó vật cưỡi điều này có thể để bọn họ vật cưỡi càng mạnh mẽ hơn tần lão đầu nói rằng nếu như có người cùng bọn họ cướp thu mua bọn họ nhất định sẽ phi thường phẫn nộ cuồng đao tộc thực sự là bá đạo trầm tường chửi nhỏ một câu chúng ta nghỉ ngơi qua đi tiếp tục đi tìm hắc con cọp là được tống thiên xuyên nói rằng mọi người nghỉ ngơi qua đi đều khôi phục tinh thần lúc này bọn họ tại thiên hà ngoài dãy núi vi xem như là tương đối an toàn nếu như tiến vào nơi sâu xa liền vô cùng nguy hiểm bọn họ ngày hôm nay cũng không có làm sao tiến vào nơi sâu xa nhưng đều gặp phải rất mạnh đồ vật sáng sớm mọi người lần thứ hai tiến vào thiên hà bên trong dãy núi tìm kiếm hắc con cọp tung tích có hắc con cọp khí tức tống thiên xuyên kinh hỉ nói rằng sau đó nhằm phía một phương hướng mọi người cùng sau lưng hắn quá khứ sau khi bọn họ biến sắc mặt bởi vì bọn họ gặp phải hắc con cọp chính là cái kia cuồng đao ngũ hổ dĩ nhiên là này năm cái gia hòa trầm tường núp ở phía xa đây là mọi người để hắn làm như vậy một khi gặp phải cuồng hồn thú hắn liền bao xa một ít cuồng đao ngũ hổ dĩ nhiên cũng ở nơi đây cũng không biết bọn họ đang làm gì nhưng gặp phải bọn họ bình thường cũng là muốn vòng quanh đi tống thiên xuyên nhìn thấy cái kia năm cái vật cưỡi trong lòng một trận thất vọng sau đó xoay người là các ngươi vèo 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 mấy lần cuồng đao tộc năm người kia xuất hiện cũng không biết bọn họ vừa nãy đi làm cái gì để năm cái vật cưỡi lưu lại nơi này chương 3332, cuồng hồn thú khẩu phần lương thực. Dấu lớn nhìn thấy bọn họ hỏi như vậy, Tống Thiên Xuyên trong lòng có dự cảm không tốt chúng. Ta tại săn giết hắc con cọp tuần khí tức tìm tới nơi này đến, không nghĩ tới là các ngươi. Quấy rối Tống Thiên Xuyên đối với bọn họ chắp tay, nói rằng, nguyên. Lai như vậy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối với chúng ta vật cưỡi ra tay đây. Cái kia đi nhanh lên đi đầu lĩnh trung niên nói rằng, Tống Thiên Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bước nhanh rời đi, trầm tường cũng theo đi rồi. Thế nhưng hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc vì lẽ đó liền thả ra hơn 10 chỉ phệ thiên thử. Hắn để phệ thiên thử trở nên rất nhỏ, du đãng tại khu vực này. Hắn luôn cảm thấy cái kia cuồng đao ngũ hổ ở đây làm cái gì? Vì lẽ đó hắn nhất định để đi tra xét tra xét M, khoảng cách khu vực kia xa một điểm sau khi trầm tường thấp giọng hỏi ngươi nói bọn họ ở nơi đó làm gì tống thiên xuyên quay đầu lại nhìn một chút nói rằng chỗ đó không đặc biệt gì chỉ là một mảnh rất phổ thông rừng rậm mọi người đều vô cùng nghi hoặc bởi vì vừa nãy bọn họ đi thời điểm năm con hắc con cọp đều ở nơi đó mà bọn họ vừa đi đến cuồng đao tộc năm người sẽ trở lại hơn nữa sắc mặt đều có chút không đúng còn nhẹ nhõm như vậy thả bọn họ rời đi, trầm tường đã thả ra 10 con vệ thiên thử đi tra xét. Trong đó một con vệ thiên thử liền nhìn cái kia năm con hắc con cọp, hắn phát hiện. Bọn họ đi rồi không bao lâu, cái kia năm cái người trung niên liền cấp tốc nhảy xuống hổ bối. Hướng năm cái phương hướng đi đến, sau đó trốn tại trên một cây đại thụ diện. Ẩn nấp đến vô cùng tốt, trầm tường nhìn thấy tình cảnh này sau khi. Càng thêm kinh ngạc, này năm cái cuồng đao tộc người, hiển nhiên là đang đợi món đồ gì lại đây. Như là tại Mai Phục như thế, chờ đã ta có phát hiện. Trầm tường cùng vệ thiên thử khoảng cách không thể quá xa. Bằng không hắn liền không thể thông qua vệ thiên thử nhìn thấy đồ vật, mọi người đều cảm thấy. Hiếu Kỳ, phát hiện cái gì? Đỗ Nhu Khả nũng nịu hỏi, ngươi còn nhớ người đại lão kia thử sao? Những con chuột này nhìn thấy đồ vật ta cũng có thể nhìn thấy ta vừa nãy ở nơi đó để lại vài con trầm tường thấp giọng nói rằng chúng ta hiện tại trước tiên trốn đi ta lại chậm rãi nói cho ngươi ta phát hiện cái gì tất cả mọi người đối này cảm thấy rất hứng thú cũng không nghĩ tới trầm tường trò gian nhiều như vậy lại có loại này lợi hại thủ đoạn trầm tường cùng mọi người trốn đi sau khi liền đem hắn phát hiện nói ra tống thiên xuyên bọn họ sau khi nghe xong nhất thời đầy mặt phẫn nộ, Trầm Tường cũng không biết bọn họ đang tức giận cái gì, này. Chuyện gì thế này? Các ngươi biết bọn họ đang làm gì? Trầm Tường vội vàng hỏi, bọn khốn kiếp kia, bọn họ tại để cho mình vật cưỡi ăn uống. Tống Thiên xuyên hừ một tiếng, vốn là có quy định. Không thể để cho những này thu phục cuồng hồn thú ăn thịt người, thế nhưng. Cuồng Đao Ngũ Hổ rất hiển nhiên đã làm như vậy rồi, Trầm tường lập tức rõ ràng, cuồng đao ngũ hổ đem năm con hắc con cọp đặt ở nơi đó. Phóng thích khí tức chính là vì dụ dỗ mấy người lại đây, sau đó đem giết chết. Lại để hắc con cọp ăn, mà bọn họ không có đối tống thiên xuyên bọn họ động thủ. Một mặt là bọn họ không chắc chắn lập tức giết chết tống thiên xuyên bốn người bọn họ. Mặt khác chính là Tống Thiên Xuyên đã đáp ứng bọn họ, muốn săn giết 10 con hắc con cọp có. Người quá khứ trầm tường đột nhiên hô là một cái tiểu đội tổng cộng có sáu người thực lực nên mau mau nói cho những người này tống thiên xuyên nói rằng ngươi có biện pháp không tống thiên xuyên có thể ở bên ngoài tòa thành nhỏ kia nhận thức cái kia nhiều người này chủ yếu là bởi vì nhân phẩm của hắn không sai có thể giúp liền giúp nhiều năm qua bọn họ cái này tiểu đội săn thú cũng trợ giúp quá không ít gặp rủi do tiểu đội trầm tường lập tức để một con vệ thiên thử cho cái kia tiểu đội người truyền âm nói cho bọn họ biết phía trước là cuồng đao ngũ hổ làm cạm bẫy để bọn họ mau chóng rời đi nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm tiến vào thiên hà bên trong dãy núi săn thú tiểu đội đều là kinh nghiệm phong phú bọn họ nghe thấy có người cảnh cáo sau khi lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì bọn họ chỉ là rất kỳ quái đến cùng là ai đang cảnh cáo bọn họ bọn họ đúng là phát hiện hắc con cọp khí tức hơn nữa còn là năm con, bây giờ có người cảnh cáo, bọn họ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là rời đi, bởi vì năm con hắc con cọp cũng không phải bọn họ có thể đối phó, ngay ở. Bọn họ vừa đi rồi không vài bước, năm đạo bóng đen đột nhiên từ bên trong vùng rừng rậm kia lao ra, ánh đao bóng kiếm. Chỉ là không mấy lần, cái kia tiểu đội liền toàn bộ bị chém giết cuồng. Đào Ngũ Hổ thực lực quả nhiên mạnh mẽ trầm tường nhìn ra trong lòng giật mình không khỏi nói rằng lúc này năm con hắc con cọp cũng từ trong rừng rậm đi ra gặm nhấm cái kia tiểu đội thi thể những này tiểu đội đều là ngạo thế thánh cảnh bị cuồng hồn thú ăn hiệu quả vẫn là rất tốt vì để cho chính mình vật cưỡi càng mạnh mẽ hơn cuồng đao ngũ hổ liền phá hoại quy củ làm ra chuyện như vậy trầm tường đem vừa nãy nhìn thấy nói cho mọi người mọi người đều đối này cảm thấy rất phẫn nộ này năm cái gia hỏa thực sự là phát điên tống thiên xuyên cả giận nói nhưng mà chúng ta hiện tại nhưng phải cho bọn họ săn giết 10 con hắc con cọp trầm tường thông qua phệ thiên thử nghe thấy mấy người này đang nói chuyện vừa nãy tống thiên xuyên bọn họ đi tới nơi này nhất định sẽ hoài nghi đầu lĩnh người trung niên nói rằng bọn họ nên còn tại chung quanh đây chúng ta đi đem bọn họ trừng trị đi ăn đi mấy người bọn hắn cũng không sai bọn họ tiểu đội thực lực tổng hợp đều rất mạnh là thượng phẩm khẩu phần lương thực chúng ta đi nhanh lên trầm tường đem hắn nghe thấy nói cho mọi người tống thiên xuyên lập tức mang theo mọi người lao nhanh lên cuồng đao ngũ hổ bên trong có ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ hơn nữa còn có năm con rất mạnh hắc con cọp bọn họ khẳng định đánh không lại mặt sau cuồng đao ngũ hổ đã bắt đầu cuối cùng bọn họ. Hắc con cọp có thể căn cứ địa diện khí tức lần theo đến bọn họ vào lúc này. Trầm tường không thể không lấy ra lục đạo thần kính để mọi người tiến vào bên trong. Sau đó hắn khống chế lục đạo thần kính phi hành lăn tại thiên hà bên trong dãy núi. Rất nhanh sẽ cùng cuồng đao ngũ hổ kéo dài khoảng cách hiện. Tại chúng ta không cần săn giết 10 con hắc con cọp cho bọn họ. Tống Thiên Xuyên nói rằng, bọn họ muốn giết chúng ta diệt khẩu. Vì lẽ đó chúng ta mặc dù trở lại trong thành, bọn họ cũng sẽ dưới lệnh truy sát. Tần lão đầu nói rằng, lệnh truy sát vừa ra, chính là là cuồng đao tộc các loại sát thủ đi tới. Chúng ta khẳng định chống đối không được. Đến thời điểm liền muốn trốn đằng đông nấp đằng tây, làm sao bây giờ? Đỗ Nhu khả nói rằng, giết chết bọn họ. Vu Y Lan lạnh như băng nói rằng, Vu Y Lan ý tứ là giết chết cuồng đao ngũ hổ mọi người tại trầm tường lục đạo thần kính bên trong tạm thời an toàn thế nhưng cuồng đao ngũ hổ không tìm được bọn họ sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ dưới lệnh truy sát ta thử một chút xem có thể hay không thu phục cái kia ba con độc hầu trầm tường đột nhiên nói rằng nếu như có thể thành công chúng ta có lẽ có rất lớn phần thắng mọi người mới nhớ tới, trầm tường đỉnh lô bên trong giam giữ ba con độc hầu, nếu như có thể thành công, bọn họ cùng cuồng đao ngũ hổ thời điểm chiến đấu. Độc hầu liền có thể đối phó cái kia năm con hắc con cọp, nếu như phát huy đến được. Liền mọi người có thể hạ độc được, được. Đem hổ vương cùng hắc viên cuồng hồn thú hạch đều cho những con khỉ kia ăn. Tống Thiên Xuyên nói rằng, sau đó nhìn một chút những người khác. Những người khác đều không ý kiến, nếu như trầm tường có thể thành công thuần phục cái kia ba. Con hầu tử, sau đó bọn họ săn thú thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng. Chương 3333, thèm ăn hầu tử. Dấu lớn thuần phục cuồng hồn thú chủ yếu thủ đoạn, chính là muốn cho ăn no cuồng hồn thú, cuồng hồn thú ở mảnh này thiên hà bên trong dãy núi. Cả ngày đều cần mạo hiểm đi săn giết cái khác cuồng hồn thú bọn họ chỉ có ăn cái khác cuồng hồn thú mới có thể trở nên mạnh mẽ nếu như đem bọn họ nắm lên đến cho hắn ăn môn ăn nhiều một ít thì có thu phục khả năng bình thường cũng chỉ có thế lực lớn mới có thể dưỡng nổi cuồng hồn thú bởi vì cuồng hồn thú sức ăn phi thường kinh người đặc biệt vừa mới bắt đầu muốn thuần phục thời điểm cần cả ngày cho bọn họ đồ vật ăn mới được chúng ta chỉ có hổ vương cùng đầu kia hắc viên không biết có đủ hay không Đỗ Nhu Khả có chút bận tâm, nên được rồi, phải biết. Đầu kia hắc viên thực lực có thể muốn mạnh mẽ hơn hổ vương hơn nhiều. Nếu không là trầm tường tiểu tử này có một cái lợi hại thần binh. Có thể ung dung chặt đứt hắc viên đầu lâu. Chúng ta căn bản là không có cách thành công đắc thủ. Tần lão đầu nói rằng, hắc viên ra dày. Bọn họ đều lĩnh giáo qua, trầm tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô, lúc này thiên sáng đỉnh lô cái nắp chăm chú che kín trầm tường cũng không dám đánh mở bằng không bên trong hầu tử liền muốn chạy đến hắn chỉ có thể thông qua tồn chữ ai tầm phương thức đem hổ vương thi thể bỏ vào nguyên bản ba con độc hầu liền phi thường táo bạo ở bên trong trên nhảy xuống thoan mãi đến tận trầm tường đem hổ vương ném vào sau khi hầu tử môn mới yên tĩnh lại bọn họ từ lâu bụng đói cồn cào bây giờ có thể ăn được hổ vương có không nói ra được thỏa mãn, có thể thành công sao? Tống Thiên Xuyên hỏi, trước hắn cũng nỗ lực thu phục cuồng hồn thú, nhưng cũng thất bại. Lần đó để hắn tổn thất không ít, không biết, hy vọng có thể thành công đi. Trầm tường hiện tại cũng không chắc chắn. Hắn chỉ là vừa đem hồ vương thi thể bỏ vào không bao lâu, thi thể kia liền thiếu mất một nửa. Đừng xem ba con hầu tử rất nhỏ, nhưng bọn họ ăn lên tốc độ nhưng phi thường nhanh, bọn họ đã đem thân thể ăn sạch liền xương đều không dư thừa hiện tại chỉ còn dư lại cái kia cuồng hồn thú hạch không có ăn trầm tường nói rằng hắn vây quanh cuồng hồn thú hạch hẳn là đang hấp thu bên trong cuồng hồn thú lực lượng đi những này cuồng hồn thú khẩu vị rất lớn ta trước đã nghĩ thu phục một con con báo nhưng chưa thành công còn tổn thất vài đầu cuồng hồn lợn rừng tống thiên xuyên nói rằng thực sự là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo nha tống thiên xuyên bọn họ hiện tại cũng không để ý hổ vương cùng hắc viên tổn thất bọn họ chỉ là hy vọng trầm tường có thể thành công như vậy bọn họ liền có thể ở đây đem cuồng đao ngũ hổ giết chết bằng không bọn họ sau đó đều sẽ bị cuồng đao ngũ hổ truy sát khẩu vị lớn ăn được cũng nhanh thật không biết này ba con dội hầu đến cùng đói bụng bao lâu như là quỷ đói đầu thai như thế lập tức liền đem cái kia hổ vương liền dây lưng cốt ăn đi. Thú hạch cũng bị bọn họ hấp thu sạch sẽ, đỗ. Nhu khả nghe thấy trầm tường miêu tả, không khỏi duyên dáng gọi to lên. Lúc này mới nửa canh giờ không tới nha, bọn họ tiêu hóa năng lực thật mạnh. Mau mau đem báo đen cũng đút đi, trầm. Tường lắc lắc đầu, nói rằng báo đen là còn mạnh hơn hổ vương không ít. Thế nhưng ta phỏng chừng cũng sống không qua một canh giờ liền bị này ba con hầu tử ăn đi ta thử xem những biện pháp khác đi biện pháp gì tống thiên xuyên hết sức tò mò trầm tường vẫn còn có những biện pháp khác ta là cái luyện đan sư ta trong tay còn có một chút đan không biết những này hầu từ căn bản cảm thấy hứng thú trầm tường nhếch miệng nở nụ cười nếu như thành công vậy cũng so cho ăn cuồng hồn thú tốt lắm rồi cuồng hồn thú có thể không dễ săn giết trầm tường lại vẫn là cái luyện đan sư tất cả mọi người kinh ngạc không thôi trầm tường thực lực bản thân liền không yếu hơn nữa còn có vài kiện rất tốt thần khí trầm tường lấy ra một ít vạn đạo thần thổ đan ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong những này đan đều là đan linh các nàng trước ngưng luyện ra đến còn có rất nhiều mỹ cảnh tỉ muội hiện tại cũng không dùng được đan linh ngưng luyện ra đến vạn đạo thần thổ đan có thể đều là phẩm chất vô cùng tốt trên thị trường tương đối ít thấy để trầm tường khá là kinh hỉ chính là ba con độc hầu thật giống phi thường yêu thích vạn đạo thần thổ đan sau khi ăn xong không ngừng liếm móng vuốt nhỏ sau đó hắn lại thả vào một ít thả ba lần sau khi hắn lại thả vào ba hạt ngạo hồn thánh đan ăn ngạo hồn thánh đan sau khi ba con hầu từ líu ra líu díu gọi dậy đến như là vô cùng hưng phấn nếu như ba người các ngươi gia hỏa đồng ý quy thuận ta sau đó những này đan hiểu được vâng trầm tường âm thanh xuất hiện tại thiên sáng đỉnh lô bên trong hắn cũng không biết những này hầu tử có thể hay không nghe hiểu vừa nãy tống thiên xuyên cũng nói rồi nếu như có thể thành công cuồng hồn thú sẽ chính mình thả ra ba sợi hồn tia chỉ cần đem này ba sợi hồn tia thu hồi đến liền có thể thu phục cuồng hồn thú trầm tường đợi một quãng thời gian hơi không kiên nhẫn thời điểm đột nhiên nhìn thấy ba con độc hầu trên đỉnh đầu đều xuất hiện một tia nhàn nhạt màu đỏ sợi tơ trong lòng hắn vui vẻ vội vàng đem thu hồi đến rất nhanh hắn liền cùng này ba con hầu tử thành lập liên hệ ha ha thành công trầm tường đột nhiên cao hứng cười to lên tống thiên xuyên là khiếp sợ nhất bởi vì chính hắn đã từng nỗ lực thu phục quá cuồng hồn thú vì lẽ đó hắn biết này lại cỡ nào khó mà trầm tường hiện tại thu phục vẫn là ba con cuồng hồn thú vẫn là rất khôn khéo hầu tử thực lực cũng không kém chuyện này đây là có thật không quá tốt rồi tống thiên xuyên vẫn còn có chút không thể tin được trầm tường mở ra thiên sáng đỉnh lô cái nắp để cái kia ba con hầu tử từ bên trong đi ra mọi người xem thấy hầu tử thời điểm đều không khỏi về phía sau nhảy một cái tách ra lo lắng sẽ bị bắt được bởi vì hầu tử trên móng vuốt có kịch độc bọn họ nhìn thấy hầu tử phi thường dịu ngoan ngồi xổm ở nơi đó thở phào nhẹ nhõm đều lộ ra vẻ vui mừng trầm tường thật sự thành công đi chúng ta đi tìm cuồng đao ngũ hổ trầm tường cười nói hiện tại chúng ta đối phó này năm cái gia hòa chắc chắn hơn nhiều ba con độc hầu sức mạnh cũng không phải rất mạnh loại kia thế nhưng tốc độ bọn họ cực kỳ nhanh hơn nữa ẩn nấp năng lực siêu cường móng vuốt vô cùng sắc bén còn mang theo kịch độc bị bắt được không thể đúng lúc giải độc chỉ có một con đường chết trầm tường để ba con hầu tử ở tại lục đạo thần kính bên trong sau đó cùng tống thiên xuyên bọn họ đồng thời đường cũ đi vòng vèo đi tìm cuồng đao ngũ hổ vì có thể nhanh lên một chút tìm tới bọn họ trầm tường còn thả ra phệ thiên thử tìm tới bọn họ nhưng bọn họ còn chưa phát hiện chúng ta trầm tường đột nhiên thấp giọng nói rằng hắn thông qua một con phệ thiên thử nhìn thấy cuồng đao ngũ hổ chính đang dưới một cây đại thụ diện nghỉ ngơi bọn họ chỉ cần ra vùng rừng rậm này liền có thể nhìn thấy phía trước cây đại thụ kia sẽ cùng cuồng đao ngũ hổ gặp gỡ trước tiên thiết lập sẵn kế hoạch tống thiên xuyên nói rằng tất cả mọi người nhìn hắn bởi vì hắn là đội trưởng kinh nghiệm phong phú bình thường kế hoạch tác chiến cũng là hắn định chúng ta bốn người đi ra ngoài trước trầm tường ở lại chỗ này tống thiên xuyên nói rằng nếu là phát sinh xung đột trầm tường ngươi liền lập tức đem hầu tử thả ra để hầu tử đi bắt nạo cái kia năm con hắc con cọp chảo bên trong sau khi liền để hầu tử lui lại lại nhìn thời cơ đi bắt đối phương ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ trầm tường nhiệm vụ gian khổ bởi vì thành bại then chốt ở chỗ cái kia ba con độc hầu được trầm tường gật gật đầu y lan tốc độ của ngươi nhanh nhất ngươi đúng là xem có thể hay không dẫn ra hai cái cuồng đao khách Mạnh nhất cái kia để cho ta tới đối phó. Nhu khả cùng Tần lão đầu phân biệt đối phó một cái. Tống Thiên Xuyên nói rằng, chúng ta chỉ cần chống đỡ chốc lát. Nếu như trầm tường không đắc thủ, chúng ta liền muốn đem hết toàn lực lui lại. Chương 3334, phản công đao khách. Giấu lớn lúc này mọi người tâm tình đều vô cùng gấp gáp. Bởi vì bọn họ muốn vây giết Uy danh đã lâu cuồng đao ngũ hổ. Vậy cũng là cuồng đao tộc bên trong khá là có danh tiếng một cái tiểu đội. Tuy rằng không phải mạnh nhất thế nhưng dám giết bọn họ. Không thể nghi ngờ tương đương với là đối cuồng đao tộc tiên chiến. Được, chúng ta nhất định sẽ thành công. Đỗ Nhu khả thay đổi hướng về trước loại kia vui tư biểu hiện. Đầy mặt nghiêm túc Tống Thiên Xuyên nhìn trầm tường, nói rằng, lão đệ, phải xem ngươi rồi ta. Nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng trầm tường đối cái kia ba con độc hầu hiểu khá rõ biết bọn họ có thể thành công liền hổ vương như vậy cường ra hỏa đều bị ba con dội hầu trong công kích độc chớ nói chi là ba con còn cần nuôi nấng hắc con cọp bị nuôi nhốt cuồng hồn thú thường thường không có tại dã ngoại như vậy hung tàn bình thường chủ nhân cũng không nỡ để bọn họ đi ra ngoài tác chiến y lan người nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn đi hai cái cuồng đao khách nhiệm vụ của ngươi cũng rất gian khổ tống thiên xuyên nói với vu y lan vu y lan vẫn như cũ không nói như thế nào chỉ là gật gật đầu nguyên bản liền lạnh như băng nàng lúc này đầy mặt nghiêm túc xem ra càng thêm lạnh được liền như thế định chúng ta đi tống thiên xuyên nắm chặt nắm đấm tâm tình trầm trọng sau đó nhanh chân đi ra rừng rậm hướng phía trước cây đại thụ kia đi đến cuồng đao ngũ hổ vẫn đang tìm tống thiên xuyên bọn họ hiện tại không nghĩ tới bọn họ lại đi ra, điều này làm cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức tới ngay. Chỉ là đang đợi Tống Thiên Xuyên bọn họ lại đây, các. Người giết đủ 10 con hắc con cọp cho chúng ta. Cuồng đao ngũ hổ đầu lĩnh hỏi, không? Có, một con đều không có giết. Tống Thiên Xuyên chấn định nói rằng, đầu lĩnh kia giận dữ. Cười lạnh nói, vậy các ngươi tới làm gì? Là đến tìm cái chết sao, chúng? Ta giết chết một con hắc viên, loại này mạnh mẽ hắc viên ở chỗ này không thường thấy. Ta cảm thấy một con hắc viên tương đương với 10 con hắc con cóp. Tống Thiên Xuyên nói xong, lấy ra cái kia bị chặt đầu hắc viên, nguyên bản là trước cho trầm. Tường Dùng để thuần phục ba con độc hầu, bất quá sau đó trầm tường Dùng đan thành công. Vì lẽ đó con này hắc viên cũng không dùng đến. Hắn liền trả lại Tống Thiên Xuyên, nhìn thấy hắc viên thi thể cuồng đao ngũ hổ đầu lĩnh mắt sáng lên nhưng cũng lạnh lùng nói cái gì phá hắc viên liền một con hắc con cọp đều không chống đỡ được các ngươi đây là đang trêu chúng ta chứ muốn chết cuồng đao ngũ hổ trước lo lắng tống thiên xuyên hoài nghi bọn họ dùng người nuôi nấng hắc con cọp đã đối tống thiên xuyên bọn họ có sát tâm vẫn đang khắp nơi tìm kiếm tống thiên xuyên bọn họ hiện tại tống thiên xuyên bọn họ đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn dẫn theo một con rất tốt hắc viên trở về. Điều này làm cho bọn họ kiên định hơn ra tay quyết tâm, trước bọn họ còn đang vì không thể được. Đến Tống Thiên Xuyên 10 con hắc con cọp mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại tiếc nuối đã bù đắp, bởi vì Tống Thiên Xuyên cho bọn hắn một con rất tốt hắc viên, muốn. Chết, hai chữ vừa rơi xuống, Vu Y Lan cũng đã rời đi tại chỗ. Trong nháy mắt lược đến hai tên cuồng đao khách bên cạnh một đôi ngọc trưởng đồng thời đánh ra tại cái kia hai cái đại hán tràn đầy dữ tợn trên mặt mạnh mẽ đánh đánh bùng nổ ra một trận tiếng sét đánh vu y lan này lặng cái tát ra tay phi thường trùng hơn nữa cũng đã có rất đẹp trầm tường ở phía xa nhìn thấy suýt chút nữa đều vỗ tay bị đánh cái kia hai tên trung niên đại hán mặc dù là cuồng đao tộc nhưng cũng chỉ là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ mà thôi Vu Y Lan cũng là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, nàng cực lực hai trường. Đánh cho này hai tên trung niên gò má nóng lên, đường đường nam nhi. Bị một cái đàn bà mạnh mẽ quát một cái tát này hai tên đại hán trong lòng nộ gấp. Hận không thể muốn so với Vu Y Lan ăn tươi nuốt sống. Chỉ thấy hai cánh tay của bọn họ trong nháy mắt hóa thành hai cái cự đao. Quay về Vu Y Lan chính là một trận mãnh phách. Vu Y Lan là trong đội ngũ tốc độ nhanh nhất tối nhanh nhẹn, nàng tuy rằng có thể đúng lúc tách ra. Nhưng cũng vẫn như cũ bị đánh dưới một tia sợi tóc, phi thường mạo hiểm. Nàng cũng đã thành công dẫn ra hai tên cuồng đao khách cùng lúc đó. Tống thiên xuyên bùa lớn đã hướng đầu lĩnh chém đánh quá khứ. Đỗ nhu khả một tay cầm từ điện thần tiên, một tay phóng thích sấm sét Công kích một tên cuồng đao khách tần lão đầu bởi vì trước hư hao hai cái chính mình tốt nhất binh khí, lúc này đối phó một tên cuồng đao khách khá là vất vả, cuồng đao tộc người lúc chiến. Đấu, hai tay đều có thể hóa thành sắc bén cự đao, ra chân thời điểm. Chân cũng có thể trong nháy mắt biến thành đao đánh tới. Phi thường hung hiểm, để trầm tường nhìn ra tê cả da đầu chính là. Cái kia cầm đầu đầu lĩnh đầu lưỡi rất dài, dường như một cái roi như vậy. Thỉnh thoảng phun, xạ đi ra, đầu lưỡi hóa thành sắc bén đoạn đao công kích tống thiên xuyên nếu không là tống thiên xuyên kinh nghiệm phong phú đã sớm bên trong đau trầm tường đã để ba con độc hầu quá khứ độc hầu lúc này ẩn thân lên khó có thể phát hiện bọn họ chính một chút hướng cái kia năm con thủ thế chờ đợi hắc con cọp quá khứ hắc con cọp thực lực cũng rất mạnh cái kia năm cái đau khách cũng là xem thời cơ để con cọp xung kích các ngươi thực sự là gan lớn các ngươi chẳng lẽ không biết đây là hành động tìm chết sao? cuồng đầu đau lĩnh cười lạnh nói hắn cho rằng bọn họ nhất định có thể thắng đối phương chỉ có bốn người một cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đều không có căn bản không phải là đối thủ của bọn họ hơn nữa bọn họ để bên này còn có năm con mạnh mẽ hắc con cọp ba con độc hầu khoảng cách hắc con cọp còn cách một đoạn thời điểm trầm tường cùng ba con độc hầu tâm linh tương thông sau đó triển khai lực lượng không gian đem ba con độc hầu phân biệt đưa đến ba con hắc con cọp trên đỉnh đầu ba con độc hầu xuất hiện tại ba con hắc con cọp phía trên sau khi lao xuống trong nháy mắt lợi chảo đâm vào ba con con cọp đầu thuận lợi đắc thủ trầm tường nhìn thấy độc hầu đắc thủ lại triển khai lực lượng không gian đem trong đó hai con độc hầu đưa đến còn lại hai con hắc con cọp trên phần đầu mới độc hầu ra tay phóng thích nhanh nhẹn cặp kia lợi chảo trong nháy mắt liền đâm ra mấy chục lần đem hổ đầu đâm thành tổ ong vò vẽ, đều mang theo kịch độc, hắc con cọp hình thể to lớn. Độc lực chỉ là chỉ là bắt đầu công kích não bộ, bắt đầu khuếch tán đến toàn thân ta. Thành công, trầm tường vội vàng cho Tống Thiên Xuyên truyền âm, sau đó hắn để một con độc hầu. Đi vu y lan bên kia, trợ giúp vu y lan giải vây, độc hầu lúc này vẫn như cũ ẩn thân. Khó có thể phát hiện bọn họ, hơn nữa còn bị trầm tường dùng lực lượng không gian thuấn di qua. Con kia độc hầu quá khứ, phi thường thuận lợi liền nằm nhoài một cái cuồng đao khách phần lưng. Quay về phần lưng một trận vô mạnh. Để tên kia cuồng đao khách sợ hãi giống lên, mặt khác hai con độc hầu. Đã xuất hiện tại đầu lĩnh phía sau, độc hầu phi thường nhanh nhẹn. Bị trầm tường dùng lực lượng không gian ra truyền tống quá khứ, liền bay nhảy quá khứ. Quay về đầu lĩnh thân thể một trận đâm mạnh, đắc thủ, quá thuận lợi. Trầm tường không nghĩ tới chính mình như vậy thành công này chủ yếu là hắn vận dụng lực lượng không gian nếu như là chính hắn một người thuấn di sử dụng lực lượng không gian tiêu hao rất lớn bởi vì bản thân hắn liền mang theo năng lượng khổng lồ vì lẽ đó thuấn di tiêu hao rất lớn thế nhưng độc hầu hình thể khéo léo bản thân năng lượng không phải rất mạnh mặc dù sử dụng lực lượng không gian cũng tiêu hao không được hắn quá nhiều năng lượng có đồ vật đánh lén ta trúng độc truy kích Vu Y Lan một cái cuồng đao khách kinh hô. Hắc con cọp cũng ngã xuống, rốt cuộc là thứ gì, tống. Thiên xuyên, các ngươi lá gan rất lớn, dĩ nhiên nuôi nhốt loại độc chất này vật. Ngạo thế hồn hà thế lực khắp nơi quyết không buông tha các ngươi. Cái kia đầu lĩnh đố kỵ lại phẫn nộ, hắn cũng cảm giác được mình bị món đồ gì đâm mấy lần. Tuy rằng không phải rất đau đớn, nhưng cũng truyền vào lượng lớn độc lực tiến vào thân thể của hắn. Chương 3335, Thánh Long truyền thuyết. Dấu lớn tuy nói nắm giữ loại độc chất này vật sẽ bị thế lực khắp nơi truy sát. Thế nhưng cuồng đao ngũ hổ nhưng rất muốn được, chuyện này quả thật là bảo bối nha, hừ. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể sống rời đi sao? Tống Thiên Xuyên lúc này tự tin tăng gấp bội, bởi vì độc hầu đã đắc thủ. Năm con hắc con cọp đã ngã xuống, trầm tường lại khống chế ba con độc hầu đi đối phó cái khác cuồng đao khách đều phi thường thuận lợi đắc thủ độc hầu sức mạnh không mạnh thế nhưng tốc độ nhanh ẩn nấp được trời sinh chính là đánh lén hảo thủ một khi chúng rồi bọn họ độc hậu quả rất nghiêm trọng đỗ nhu khả sử dụng từ điện thần tiên nhốt lại một tên cuồng đao khách sau khi hung hăng liều mạng phóng thích cuồng bạo xét đánh không ngừng nhắm đánh tên kia cuồng đao khách hơn nữa còn là chuyên môn bổ chúng đỉnh đầu liên tục hơn 10 lần, cái kia cuồng đao khách đã bị nàng đánh cho thoi thóp, đỗ nhu khả đắc thủ. Sau khi, lập tức chay như bay đến tần lão đầu bên kia. Dùng từ điện thần tiên cuốn lấy cùng tần lão đầu chiến đấu tên kia cuồng đao khách cổ. Tên kia cuồng đao khách bản thân chúng độc, sức mạnh chính đang một chút yếu bớt. Hơn nữa độc lực ở trong cơ thể hắn tàn phá. Để hắn đau nhức toàn thân, mặc dù cái kia cuồng đao khách không trúng độc hai đánh một hắn cũng không có phần thắng bọn họ mặc dù là cuồng đao tộc nhưng đỗ nhu khả bọn họ loại này quanh năm săn thú thường thường rèn luyện ngạo thế thánh cảnh cũng là rất mạnh tần lão đầu nhìn thấy đối phương bị đỗ nhu khả cuốn lấy nắm chặt trong tay hai cây trường đao đón đỡ đối phương hai tay đao đồng thời đi tới đối phương bên cạnh người ầm đỗ nhu khả khống chế sấm sét nhắm đánh hạ xuống cuồng lôi oanh lôi, trực tiếp chém đứt cuồng đao khách cánh tay. Tần lão đầu cũng tại lúc này tới gần, một đao đánh giết quá khứ, thành công đắc thủ sau khi. Hắn cùng đỗ nhu khả bước nhanh nhằm phía vu y lan bên kia, bọn họ ba đánh hai. Hơn nữa cái kia hai cái cuồng đao khách còn còn trúng độc, không hai, ba lần. Liền bị bọn họ giết chết, sau đó sẽ hợp lực đối phó cái kia đầu lĩnh, cuồng đao ngũ hổ đầu lĩnh. Lúc này nội tâm là tan vỡ, bọn họ năm con hắc con cọp ngã xuống, bốn tên đội viên bị chém giết. Chỉ còn dư lại hắn một cái, hắn tuy rằng nắm giữ ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Thế nhưng là chúng độc, sức mạnh không cách nào phát huy được các. Người liền không sợ bị cuồng đao tộc trả thù à? Đầu lĩnh kia giữ tận quát, vậy thì thế nào? Là các ngươi trước tiên đối với chúng ta nổi lên sát tâm. Bất luận chúng ta có giết hay không các ngươi kết quả của chúng ta không đều là bị đuổi giết sao? Là các ngươi bức người quá mức. Tống Thiên Xuyên một tiếng cười gan. Đem đối phương hóa thành đao cánh tay chém đứt đỗ nhu khả xét đánh hạ xuống. Đánh cho đầu lĩnh kia cả người run lên, vụ y lan trường thương tuột tay mà ra, bay vụt quá khứ. Xuyên thấu bụng, Tống Thiên Xuyên một tiếng quát lớn. Một búa đem con này lĩnh đánh giết, tất cả những thứ này đều rất nhanh. Để bọn họ cảm giác đại khó mà tin nổi chính là cuồng đao ngũ hổ thực lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy được tiết tấu của chiến đấu đều bị bọn họ khống chế sức mạnh chưa hề hoàn toàn bạo phát liền bị bọn họ giết chết này cuồng đao ngũ hổ uất ức đến cực điểm rất thành công nha trầm tường cười hì hì đi tới mọi người thấy bốn phía thi thể đều có chút không thể tin được bọn họ thật sự đem uy danh đại trấn cuồng đao ngũ hổ giết chết bọn họ đều rõ ràng này chủ yếu là cái kia ba con độc hầu cùng trầm tường công lao bằng không bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện chuyên nghiệp những thi thể này đều cho ba con hầu tự ăn đi tần lão đầu cười nói ba con độc hầu hừ hừ một mặt xem thường được rồi khẩu vị của bọn họ càng ngày càng điêu ăn không quen thứ này trầm tường cười ha ha đem độc hầu thu hồi đến thanh lý hiện trường mau mau triệt tống thiên xuyên nhìn thấy xa xa truyền đến một trận tao động vội vàng nói mọi người hòa tốc dọn dẹp xong nơi này liền cấp tốc rời đi cuồng đao ngũ hổ bị giết chết đây chính là phi thường chuyện rất lớn có thể đi tới nơi này cuồng đao khách thực lực đều là rất mạnh đều là cuồng đao tộc bên trong tinh anh nhưng cũng lập tức chết rồi năm cái kể cả năm con hắc con cọp đều chết rồi có thể làm được điểm ấy bình thường cũng chỉ có năm cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ người động thủ hoặc là ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao lão bất tử, bằng không năm cái cuồng đao khách bên trong. Nhất định sẽ có một cái trốn ra được, cuồng đao tộc đã biết rồi chuyện này. Cuồng đao ngũ hổ sinh mệnh châu vỡ vụn. Liền chấn động ngạo thế hồn hà bên trên hết thảy cuồng đao khách thiên hà ngoài dãy núi diện. Bên trong tòa thành nhỏ, lúc này tụ tập lượng lớn cuồng đao khách. Bọn họ đều là đến điều tra chuyện này bọn họ muốn điều tra rõ ràng cuồng đao ngũ hổ là chết như thế nào, vào lúc này. Tống Thiên Xuyên bọn họ trở về tòa thành nhỏ kia, cuồng đao khách đi tới nơi này. Liền lập tức biết Tống Thiên Xuyên cùng cuồng đao ngũ hổ ân oán. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Tống Thiên Xuyên bọn họ cái này tiểu đội sau khi. Liền bỏ đi loại này hoài nghi, bởi vì Tống Thiên Xuyên bọn họ tiểu đội chi thực lực tổng hợp tuy rằng mạnh, thế nhưng mọi người đều cho rằng bọn họ năm cái liền cái kia năm con hắc con cọp đều đánh không lại, chớ nói chi là tiêu diệt toàn bộ cuồng đao ngũ hổ tiểu đội Tống Thiên Xuyên. Cũng biết mọi người đều sẽ như thế nghĩ, bởi vì bọn họ lúc này mặc dù đã thành công giết chết cuồng đao ngũ hổ, nhưng cũng không dám tin tưởng là thật sự. Người khác càng thêm sẽ không cho là là bọn họ đã hạ thủ, vì lẽ đó bọn họ mới rất yên tâm về tới đây trầm tường cùng cuồng đao tộc hồn hà thần tộc đều có ân oán vì lẽ đó hắn ở trên đường thời điểm liền từng căn dặn bọn họ không muốn tiết lộ tên của hắn trầm tường trước nhưng là giết qua mấy cái từ ngạo thế hồn hà trở về cuồng đao tộc con có hôn hà thần tộc tần lão đầu tổn thất thần binh vì lẽ đó hắn tại trong thành nhỏ khắp nơi tìm kiếm tốt đẹp tống thiên xuyên trước đã nói chỉ cần bọn họ vượt qua lần này phong ba chờ tần lão đầu tìm tới tốt thần binh. Liền lần thứ hai đi tới thiên hà sơn mạch nếu như bọn họ không đi. Trầm tường cũng chính mình đi một chuyến. Bởi vì ngạo thế thánh long ở bên trong cuồng đao ngũ hổ chết ở thiên hà sơn mạch. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra cũng không biết từ đâu tới tin tức. Nói cuồng đao ngũ hổ gặp phải trốn tại thiên hà bên trong dãy núi một cái ngạo thế thánh long. Vì lẽ đó bị lập tức giết sạch trầm tường nghe thấy tin tức này rất là khiếp sợ nguyên lai like ngạo thế thánh long tại thiên hà bên trong dãy núi sự tình cũng không phải bí mật gì tần lão đầu thiên hà bên trong dãy núi có ngạo thế thánh long trầm tường hỏi đám người bọn họ tại trong khách sạn đang ăn cơm trải qua mấy lần chiến đấu mọi người đều nhận rồi trầm tường thực lực thậm chí đem trầm tường coi như là bọn họ sức mạnh nòng cốt đúng rất lâu chuyện lúc trước ngạo thế thánh long từng ở thiên hà bên trong dãy núi qua lại quá hơn nữa còn cùng một đám rất mạnh ra hỏa chiến đấu quá lúc đó chúng ta cũng ở toàn này thành nhỏ có thể nghe thấy bên trong truyền ra rồng gầm chỉ là không biết sau đó thế nào rồi tần lão đầu nói rằng khi đó sẽ không có quá động tĩnh mọi người đều cho rằng ngạo thế thánh long bị săn giết đỗ nhu khả nói tiếp vì lẽ đó rất nhiều người muốn đi vào nhưng sau đó đều bỏ đi ý nghĩ hiện tại cuồng đao ngũ hổ chết ở bên trong cũng hoài nghi là ngạo thế thánh long làm ra lý do sẽ lục tục có một nhóm người lại đây nơi này trầm tường nói rằng chúng ta tiến vào thiên hà sơn mạch thời điểm cũng thuận tiện đi xem xem này điều ngạo thế thánh long đi ngạo thế thánh long rất hiếm thấy hơn nữa là rất mạnh thú loại mọi người vẫn là rất tò mò nếu như có thể nhìn thấy đúng là có thể mở mở tầm mắt tần lão đầu đã sai người đi mua hắn cần Thần binh chỉ chờ tới lúc tay, bọn họ là có thể lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Lúc này Ngạo Thế Hồn Hà thế lực khắp nơi cũng đã lên đường, chuyển động thân thể. Đi tới Thiên Hà Sơn mạch Đồ Long. Chương 3336 Thiên Hà tìm Long. Dấu lớn Ngạo Thế Thánh Long như vậy hi hữu Ngạo Thế thần thú, có thể nói khắp người đều là bảo bối. Có thể đi tới Ngạo Thế Hồn Hà bên trên người, lại từng cái từng cái thực lực cường hãn. Bọn họ đều cảm thấy nếu như có thể gặp phải Ngạo Thế Thánh Long. Mặc dù không thể đem Ngạo Thế Thánh Long giết chết, nhưng muốn từ Ngạo Thế Thánh Long trên người nhổ xuống một hai khối vảy rồng vẫn là có thể, ngạo. Thế Thánh Long trên người vảy rồng nhưng là luyện khí thứ tốt. Nếu là lại phối hợp vạn đạo thần thổ tinh cái gì, vậy thì càng thêm được rồi. Lúc này mọi người biết được thiên hà bên trong dãy núi Ngạo Thế Thánh Long vẫn còn đều dồn dập tiến vào bên trong dãy núi, nghe. Nói ngạo thế thánh long trên người vảy rồng có thể có thể so với vạn đạo thần thổ. Cũng không biết có phải là thật hay không, nếu như là thật sự. Đem vảy rồng luyện chế thành áo giáp, chẳng phải là rất tốt. Tần lão đầu bắt được chính mình mua thần binh, vẫn như cũ là hai cái đoạn đao. Hơn nữa còn sẽ nổ tung, hiện tại chúng ta có thể ra đi. Rất nhiều người đều từ lâu tiến vào thiên hà bên trong dãy núi chúng ta cũng không thể lạc hậu. Tống Thiên Xuyên nói rằng, bọn họ cái này tiểu đội thực lực có thể không yếu. Mỗi một người đều là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, xem như là trung thượng trình độ, Trầm Tường tuy rằng chỉ là vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh, nhưng mọi người đều cảm thấy năng lực của hắn sánh được hai cái ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, được, Trầm Tường cũng muốn nhanh lên một chút tiến vào Thiên Hà Sơn Mạch hắn đến nhanh lên một chút tìm tới ngạo thế thánh long nói cho ngạo thế thánh long để hắn tuyệt đối đừng trở về cổ hỏa thần tông cổ hỏa thần tông bên trong những người kia là cái gì đạo đức trầm tường phi thường rõ ràng một khi ngạo thế thánh long trở lại hơn nửa có thể sẽ bị săn giết cũng tại không biết thánh long tiền bối đi tới ngạo thế hồn hà sau khi đều gặp phải cái gì hắn sáng đạo thánh tinh nên còn ở trên người hắn chứ trầm tường càng thêm lo lắng ngạo thế thánh long ngạo thế thánh long sở dĩ sẽ bị phái tới này ngạo thế hồn hà bên trên chủ yếu là bởi vì hắn có sáng đạo thánh tinh vì lẽ đó cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người mới để cổ hỏa thần tông đem ngạo thế thánh long cho tới nơi này đến sau đó làm cho bọn họ vây giết thế nhưng ngạo thế thánh long thực lực rất mạnh mẽ không phải dễ dàng đối phó như thế cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc phỏng chừng cũng khó có thể bắt ngạo thế thánh long hiện tại có thật nhiều mọi người tiến vào thiên hà sơn mạch đều là có thể ở bên trong gặp phải một ít tiểu đội trầm tường cũng nghe thấy những tiểu đội khác tin tức truyền đến nói có không ít thực lực yếu ớt tiểu đội vừa đi vào không bao lâu liền trở thành cuồng hồn thú đồ ăn cuồng hồn thú cũng là phi thường cơ linh chúng ta nhiều lắm càng cẩn thận mới được Tống Thiên Xuyên nói rằng, bây giờ nhiều người như vậy đi vào loại hình. Đối với những kia thực lực mạnh mẽ cuồng hồn thú tới nói, chúng ta chính là bọn họ đồ ăn, nếu. Như ngạo thế Thánh Long thật sự ở trong này. Như vậy khẳng định trốn ở thiên hà sơn mạch nơi sâu xa, chúng ta tiến vào bên trong. Dọc theo đường đi cũng sẽ không quá thuận lợi. Đỗ Nhu Khả nói rằng, tất cả mọi người gật gật đầu, sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Muốn thuận lợi tiến vào nơi sâu xa cũng không dễ dàng, ta có biện pháp." Trầm Tường lấy ra Lục Đạo Thần Kính, trước cuồng đao ngũ hổ muốn đối với bọn họ động thủ thời. Điểm chính là Trầm Tường đột nhiên lấy ra vật này đến, mang theo mọi người đào tẩu. Rất nhanh sẽ cùng cuồng đao ngũ hổ kéo dài khoảng cách, nhìn thấy Trầm Tường cái này thần kỳ đồ. Vật mọi người sáng mắt lên, Trầm Tường mang theo mọi người tiến vào Lục Đạo Thần Kính bên trong gian phòng mọi người ngồi ở trong phòng có thể thông qua gian phòng bốn vách tường nhìn thấy bốn phía tình huống mà lục đạo thần kính lăn tốc độ rất nhanh bình thường cuồng hồn thú cũng khó có thể đuổi theo thật là thoải mái nha tần lão đầu nằm trên mặt đất cười ha hả nói trầm tường người tiểu tử này đến cùng là từ nơi nào cho tới loại bảo bối này thấy thế nào đều là phi thường quý giá thần khí ta số may nhặt được Trầm tường cười nói, thứ này có thể gặp không thể cầu, ngoại trừ số may. Căn bản không chiếm được, Đỗ Nhu Khả Kiều Hư nói, ngươi tiểu tử này, giả heo ăn hổ. Chính ngươi thanh kiếm kia lợi hại như vậy, lại còn cố ý sái ta. Để ta để giúp ngươi tìm một cái càng tốt hơn, rất không thành thật tiểu tử, Đỗ. Nhu Khả nhớ tới chính mình trước đã cười nhạo trầm tường cửu tiêu thần kiếm. Vui tươi khuôn mặt nhỏ nhi không khỏi một trận đỏ chót, trầm tường chỉ là hi hi nở nụ cười. Đỗ Nhu Khả mặc dù coi như là một cái mềm mại nữ tử thế nhưng tại trong tiểu đội. Hắn nhưng là phát huy tác dụng rất lớn, đặc biệt nàng loại kia bá đạo cuồng mãnh xét đánh. Để trầm tường khắc sâu ấn tượng, lúc này mọi người đều tại lục đạo thần kính bên trong. Rất là thanh nhàn, Đỗ Nhu Khả dựa vào sau lưng vu Y Lan, cười duyên nói, Y Lan. Trầm tường tiểu tử này nhưng là đã cứu ngươi một lần. ngươi cũng chỉ nói là đa tạ hai chữ này này có chút không tử tế nha nói như vậy ngươi cũng có thể thân tương hứa chứ vu y lan lạnh lùng liếc nàng một cái kim khó mở miệng nàng rốt cục nhiều lời vài chữ ta đã cứu ngươi nhiều lần làm sao không gặp ngươi đối với ta lấy thân báo đáp được rồi bắt đầu từ bây giờ ta chính là ngươi người đỗ nhu khả hì hì nở nụ cười sờ sờ vu y lan cái kia lạnh lẽo trắng nõn giáp Cười đến rất quyến rũ tốt lắm người hiện tại là ta người người thay ta đi cảm tạ trầm tường người đi lấy thân báo đáp đi vu y lan tay ngọc vung lên đem đỗ nhu khả đẩy hướng về trầm tường bên kia tần lão đầu cười cợt nói y lan cũng là đã cứu ta này tiểu lão đầu nhưng cũng không để ta lấy thân báo đáp có phải là ghét bỏ ta đi 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 đỗ nhu khả cười nói ta đã cứu ngươi nhiều lần đây nói tới ta tần lão đầu thật giống rất vô dụng như thế Tần lão đầu một mặt không phục, ta cống hiến nhưng là rất lớn, Tần. Lão đầu chính là một cái đánh lén cao thủ, chuyên môn rùa rụt cổ tại lòng đất. Chờ thêm diện gần đủ rồi, hắn liền nhô ra một đòn chí mạng, tác dụng nhưng là rất lớn. Hơn nữa, sự xuất hiện của hắn thường thường xuất kỳ bất ý. Khó lòng phòng bị, trầm tường lấy ra cái kia một khối nhỏ vảy rồng, căn cứ vảy rồng phát sáng. Khống chế lục đạo thần kính thay đổi phương hướng mọi người xem thấy trầm tường nhìn trong tay vẩy rồng đang suy nghĩ cái gì đều có chút hiếu kỳ trầm tường đều là cho bọn họ rất cảm giác thần bí trầm tường trong tay ngươi khối này phát sáng hòn đá nhỏ là món đồ gì nhỉ xem ra rất lợi hại dáng vẻ đỗ nhu khả năng nhoài trầm tường cái kia dày rộng vai nũng nịu hỏi một khối nhỏ vẩy rồng ngạo thế thánh long vẩy rồng ta hiện tại thông qua khối này vẩy rồng đến xác định vị trí của hắn trầm tường nói rằng hắn cũng không sợ đem mình cùng ngạo thế thánh long quan hệ nói cho bọn họ biết trải qua khoảng thời gian này ở chung hắn biết cái này tiểu đội đáng giá tín nhiệm tống thiên xuyên bọn họ đều ngẩn người dĩ nhiên là vảy rồng bọn họ có chút không dám tin tưởng trầm tường vì sao lại có ngạo thế thánh long vảy rồng bên ngoài rất nhiều người cho rằng ngạo thế thánh long tại thiên hà bên trong dãy núi chủ yếu là bởi vì cuồng đao ngũ hổ bị giết hết nhưng tống thiên xuyên bọn họ nhưng rất rõ ràng cuồng đao ngũ hổ là bọn họ giết chết hiện tại đồn đại có người mắt thấy ngạo thế thánh long tại thiên hà bên trong dãy núi từng xuất hiện này dù sao chỉ là đồn đại mà thôi bọn họ cũng chỉ là tập hợp tham gia trò vui cũng không cho là ngạo thế thánh long thật sự ở bên trong mà hiện tại trầm tường lấy ra ngạo thế thánh long vẩy rồng hơn nữa còn đang phát sáng như vậy có thể khẳng định ngạo thế thánh long thật sự ở trong này, ngạo thế thánh long thật sự ở bên trong. Tống Thiên Xuyên đánh vỡ trầm mặc hỏi. Chương 3337, Thánh Long nấp hồ. Dấu lớn trầm tường thở dài một hơi, nói rằng, đúng. Hơn nữa cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc vẫn đang đuổi giết hắn. Ngạo thế Thánh Long là bằng hữu của ta, ta lần này đến, cũng là vì tìm hắn. Nói cho hắn một ít chuyện, ta chứ còn khá là lo lắng hắn, hiện tại biết được hắn ở trong này, ta yên tâm rất nhiều, tống. Thiên xuyên mấy người bọn hắn như là bị xét đánh như thế kinh ngạc không thôi. Trầm tường lại cùng ngạo thế thánh long là bằng hữu ngạo thế thánh long nha. Vậy cũng là ngạo thế thánh cảnh mạnh mẽ long. Loại này ngạo thế thần thú thực lực vượt xa nhân loại, hơn nữa cực kỳ thần bí. Dĩ nhiên có thể cùng nhân loại trở thành bằng hữu Tống thiên xuyên bọn họ khó có thể tin tưởng được, trầm tường, ngươi. Người không phải đang nói đùa chứ. Người là như thế nào cùng tàn bạo ngạo thế Thánh Long trở thành bằng hữu? Đỗ Nhu khả kinh ngạc hỏi, vui tươi khuôn mặt nhỏ nhi trên tràn đầy không tin, ngạo. Thế Thánh Long cũng không tàn bạo. Này chủ yếu là mọi người gặp phải ngạo thế Thánh Long thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là giết chết hắn, bởi vì ngạo thế Thánh Long cả người là bảo. Trầm tường cười nhạt, vì lẽ đó, kết quả có thể tưởng tượng được ngạo thế thánh long tự nhiên sẽ phản kích bằng không hắn sẽ bị người giết chết nếu như không đi chọc giận hắn hắn vẫn là sẽ rất yên tĩnh đỗ nhu khả trầm mặc bọn họ nghe nói ngạo thế thánh long ở trong này cái ý niệm đầu tiên đúng là như vậy nếu như đem ngạo thế thánh long giết chết như vậy liền có thể được rất nhiều bảo bối tuy rằng rất khó nhưng cũng muốn đi liều mạng được rồi nếu như ngươi dẫn chúng ta tìm tới ngạo thế thánh long hắn có thể hay không đối với chúng ta động thủ tống thiên xuyên tin tưởng trầm tường nhận thức ngạo thế thánh long dù sao trầm tường trước biểu hiện cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc chắc chắn sẽ không ta cùng ngạo thế thánh long quan hệ rất tốt trầm tường nói rằng bằng không hắn cũng sẽ không vội vã tới tìm ngạo thế thánh long ngạo thế thánh long lớn lên thế nào lớn bao nhiêu đỗ nhu khả tò mò hỏi ta còn chưa từng thấy ngạo thế thánh long rất lớn rất uy vũ rất thô bạo trầm tường cười nói bất quá theo ta được biết hắn lẽ ra có thể hóa thành hình người còn hình người lớn lên như thế nào ta liền không biết bởi vì đây là hắn đi tới ngạo thế hồn hà sau khi mới có thể làm đến ngạo thế thánh long tiến vào cổ hỏa thần tông thời điểm bên trong người sẽ dạy hắn hóa hình khi đó trầm tường tại còn ở ngoại môn nếu như hóa thành hình người cái kia phải tìm được hắn cũng không dễ dàng tống thiên xuyên nói rằng cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc tại sao muốn truy sát hắn cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc quả thật có đầy đủ sức mạnh săn giết ngạo thế thánh long lợi ích đi ngạo thế thánh long cả người là bảo trầm tường nói rằng cũng có thể là cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc muốn đem hắn khống chế trở thành sức mạnh của chính mình nói chung hai người này bộ tộc chính là như vậy bận bịu rất bá đạo trầm tường hiện tại chỉ là ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ bất quá hắn xích hỏa thần long rất mạnh thả ra ngoài chỉ ít tương đương với ngạo thế thánh cảnh trung kỳ thực lực nếu như hắn đem xích hỏa thần long hòa vào thân thể của chính mình thực lực của hắn cũng tiếp cận ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đương nhiên nếu như hắn sử dụng loại kia sáng đạo chú văn lực lượng như vậy sức mạnh sẽ càng thêm đáng sợ chỉ bất quá hắn không dám sử dụng sau khi đối với hắn thân thể tổn hại quá lớn. Hơn nữa Lục Đạo Thần kính thật giống cũng sẽ không lại phóng thích sức mạnh kia cũng. Không biết hắn tại Thiên Hà Sơn mạch bên trong làm gì, lẽ nào trốn ở chỗ này diện. Nhưng cũng không đúng, trước thì có đồn đại nói hắn ở trong này. Hơn nữa còn cùng cuồng đao tộc còn có hồn hà thần tộc đã xảy ra xung đột. Tống Thiên xuyên cau mày nói rằng, Vu Y Lan thấp giọng nói: nói rõ thiên hà sơn mạch bên trong có món đồ gì để ngạo thế thánh long không nỡ đi dù sao hắn lưu lại ở chỗ này rất nguy hiểm cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc đều biết hắn ở trong này cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc khoảng thời gian này không có tới rất rõ ràng là ngạo thế thánh long trốn đi hoặc là trốn ở cái gì trong phong ấn bọn họ không cách nào đi vào đỗ nhu khả nói rằng hiện tại cuồng đao ngũ hổ chết đi vì lẽ đó bọn họ cho rằng ngạo thế thánh long đã hiện thân, trầm. Tường nhìn lóe lên lóe lên vảy rồng, nói rằng, chúng ta nhìn thấy ngạo thế thánh long liền biết rồi, rất nhanh sẽ có thể tìm tới hắn, vậy. Rồng lấp lóe đến càng là lợi hại, nói rõ ngạo thế thánh long khoảng cách hắn không xa. Hoặc là ngạo thế thánh long chính đang phóng thích chính mình long uy vượt núi băng đèo trường. Mấy ngày, trầm tường lục đạo thần kính trước ở rất nhiều người phía trước tiến vào thiên hà sơn mạch nơi sâu xa lúc này lục đạo thần kính ở một tòa núi cao trên đỉnh núi nơi này bốn phía đều là núi cao núi cao vây quanh trung gian phía dưới là một cái vòng tròn hình hồ nước tại hình tròn hồ nước trung gian có một hòn đảo nhỏ thế nhưng tiểu đảo bị một trận màu trắng mây mù bao phủ không cách nào nhìn thấy trên hòn đảo nhỏ có cái gì ngạo thế thánh long nên đang ở bên trong trầm tường nói rằng cũng không biết cái hồ này là xảy ra chuyện gì trầm tường không có lập tức để lục đạo thần kính phi hành lăn xuống đi mà là thả ra một ít vệ thiên thử để vệ thiên thử đi tới bên hồ tra xét căn cứ kinh nghiệm của hắn này xem ra cảnh sắc duyên dáng hồ nước núi sông khẳng định có cái gì kỳ lạ địa phương vệ thiên thử vừa xuống không bao lâu sẽ chết đi tới vài cái xảy ra chuyện gì lại có vài con con chuột không hiểu ra sao chết rồi trầm tường đối này rất là nghi hoặc lại trải qua tra xét hắn phát hiện ở một tòa núi cao sườn núi trung gian có một hang núi cửa sơn động ngồi ở một ông già nhìn thấy người lão già kia trầm tường trong lòng kinh hãi có người ở đây hơn nữa còn không chỉ là một cái sau đó hắn khống chế lục đạo thần kính cẩn thận xoay tròn lên cẩn thận quan sát quay chung quanh hồ nước những kia núi cao thông qua nữa lục đạo thần kính đem khoảng cách kéo vào cẩn thận kiểm tra người này nhìn hắn bên hông tần lão đầu nói rằng lão già này bên hông màu vàng đai lưng có như là dòng sông hoa văn đây là hồn hà thần tộc tiêu chí đồ văn nhìn lại một chút cái khác tống thiên xuyên thần sắc nghiêm túc cuối cùng bọn họ phát hiện Nơi này tổng cộng có 8 tòa núi cao, 8 tên ông lão đều tại núi cao trung gian sơn động. Trong đó 4 tên là hồn hà thần tộc, mặt khác 4 tên là cuồng đao tộc bọn. Họ nên ở chỗ này rất lâu, vừa nãy ta nhìn thấy một ông lão trên người tràn đầy bụi bạm. Đỗ Nhu Khả nói rằng, xem ra ngạo thế thánh long quả nhiên ở chính giữa tiểu đảo ta. Con chuột liền bị một người trong đó ra hỏa giết chết. Trầm Tường nói rằng, ta con chuột phi thường cẩn thận một chút, nhưng vẫn bị phát hiện. Những người này xem ra ngồi xếp bằng tại cửa sơn động ngủ say. Nhưng cũng đối bốn phía tất cả động tĩnh rõ như lòng bàn tay, trầm. Tường trong lòng vui mừng, hắn chỉ là để Lục Đạo Thần kính ngọn núi. Hơn nữa còn là thả nằm trên mặt đất, bằng không cũng sẽ bị phát hiện, vừa nãy cũng chỉ là có một nửa phệ thiên thử bị giết chết. Trầm Tường tiếp tục điều khiển còn lại Phệ Thiên Thử tới gần hồ nước. Vừa đụng tới hồ nước thời điểm, con kia Phệ Thiên Thử liền hóa khí, hắn. Đại gia, hồ nước này rất đáng sợ." Trầm Tường không khỏi kinh gọi lên, mọi người từ Lục Đạo Thần Kính cũng nhìn thấy. Con kia con chuột vừa hạ thủy, liền hóa thành một tia khói đen. Liền không còn sót cả xương, chẳng trách những lão già này cũng không dám tới gần hồ nước. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài." Đỗ Nhu Khả nói rằng, như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không cách nào tiếp cận ngạo thế Thánh Long nha. mươi 3338, Long nãi nãi. Dấu lớn trầm tường bất luận làm sao đều muốn gặp được ngạo thế Thánh Long. Ngạo thế Thánh Long rất hiển nhiên ở trong này gặp phải chuyện gì. Hơn nữa cái hồ này cũng vô cùng quỷ dị. Như là bị một loại mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí bao phủ, có một cái kết giới. Phong Khả Nhi đột nhiên từ u giao sơn trang bên trong đi ra, đột nhiên bốc lên một cái đúc từ. Ngọc Phi thường đáng yêu bé gái, Tống Thiên Xuyên bọn họ đều giật mình. Đúng là Đỗ Nhu Khả sau khi kinh ngạc, cười hì hì đi sờ sờ Phong Khả Nhi khuôn mặt nhỏ tiểu. Nhà đầu này là con gái của ngươi sao? Đỗ Nhu Khả cười nói, không phải bằng hữu của ta. Trầm tường nắm một cái Phong Khả Nhi khuôn mặt, nói rằng, "Tiểu Khả Nhi, ngươi nói một chút." là một cái như thế nào kết giới là thiên nhiên hình thành vẫn là do người khác mọi người chỉ là hiếu kỳ phong khả nhi bất quá không hỏi nhiều cái gì trầm tường trong tay có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái đột nhiên bốc lên một cái nha đầu đến vậy không kỳ quái phong khả nhi để trầm tường khống chế lục đạo thần kính làm cho nàng kiểm tra hồ nước bốn phía tình huống đây là một cái tự nhiên hình thành trận pháp kết giới sau đó sẽ bị người sau đó tu sửa tăng cường quá. Bản thân đây chính là một cái sơn thủy đại trận, bốn phía vờn quanh sơn. Trung gian thiên nhiên hình thành hình tròn hồ nước. Chính là một cái tốt nhất trận cơ hình thái. Mà vờn quanh hồ nước núi lớn trải qua mấy chục ngàn năm, tu luyện thành công. Có thể hấp thu ngạo thế hồn hà lực lượng, chính mình lĩnh ngộ đạo vận linh văn. Mà suy quỷ khiến bên dưới, hình thành như thế một cái thiên nhiên trận pháp kết giới, khả năng sau đó bị người phát hiện lại trải qua sửa chữa sau khi đem biến thành một cái có thể do người khác khống chế kết giới mà bên trong hồ nước tiểu đảo chính là kết giới phòng ngự bảo vệ trung tâm khó có thể tới gần phòng khả nhi nói rằng tống thiên xuyên bọn họ hiện tại đã biết rõ cái tiểu nha đầu này chính là một cái trận pháp đại sư nha nếu không không cách nào phát hiện chuyện như vậy nếu như đem núi lớn hủy diệt có phải là liền có thể phá trận tần lão đầu đối những này khá là cảm thấy hứng thú núi lớn rất khó hủy diệt loại này tự mình tu luyện mấy triệu năm núi lớn bản thân thả ra ngoài năng lượng liền có thể so với ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao hơn nữa nơi này còn có nhiều như vậy ngọn núi lớn bọn họ đều liền làm một thể nếu là muốn công kích trong đó một tòa núi lớn sẽ bị hết thảy núi lớn liên hợp phản kích hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phong Khả Nhi nói rằng, người nhìn bọn họ đào bới sơn động đều không phải rất sâu, liền biết rồi. Bởi vì bọn họ không cách nào tiếp tục đào bới xuống, bằng không sẽ làm tức giận núi lớn, kết. Giới này hầu như hoàn mỹ, khó có thể mạnh mẽ tấn công, không cách nào phá mở. Phong Khả Nhi thở dài nói, trầm tường vừa nãy để lục đạo thần kính không ngừng di chuyển cũng không biết có hay không phục chế thành công kết giới này, muốn làm sao đi vào đây. Trầm Tường nghĩ đến chính mình lực lượng không gian, hắn vội vàng cho Phong Khả Nhi truyền âm. Nhưng Phong Khả Nhi nhưng lắc lắc đầu, ngay ở Trầm Tường bọn họ bó tay hết cách thời điểm. Hồ nước đột nhiên gợn sóng lên, chỉ thấy cái kia tám tên ngồi xếp bằng tại cửa sơn động ông lão. Con mắt bỗng nhiên mở, có động tĩnh. Trầm Tường kinh hô, mọi người đều ngưng thần nín hơi, các Người tám cái lão ra hỏa, ngồi ở đây nhi chờ chết, cũng thực sự là thật kiên nhẫn. Bên trong hòn đảo nhỏ đột nhiên truyền ra một thanh âm. Nghe tới như là một tên lão phụ nhân âm thanh, sau đó. Một đạo màu đỏ nhạt cái bóng từ nhỏ đảo trung gian trong mây mù phi hành tránh ra đến. Chỉ thấy một tên thân mang hỏa hồng trường bào, tóc trắng phơ. Da rẻ bạch chán khỏe mạnh lão phụ nhân lơ lửng giữa không trung, đây. Chính là ngạo thế thánh long. Trầm tường hơi kinh ngạc. Hắn nhìn một chút trong tay chính mình vảy rồng. Vảy rồng chính đang lấp lóe, hắn không nghĩ tới, ngạo thế thánh long hóa người sau khi. Lại là một cái lão phụ nhân, có thể thấy được ngạo thế thánh long bản thân là có nhất định. Tuổi, ngạo thế thánh long, chỉ cần ngươi một ngày bất tử, chúng ta là sẽ không rời đi nơi này. Ngạo thế hồn hạ ông lão cười lạnh nói, ngươi giết hai người bọn ta tên đồng bạn. Nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu, các người này đám lão không biết xấu hổ là các ngươi trước tiên muốn cướp đoạt ta sáng đạo thánh tinh các ngươi cướp đồ vật ta không cho phép ta hoàn thủ còn có lý cướp đồ vật bị ta giết chết vậy thì là đáng đời không trách người ngạo thế thánh long cả giận nói như người vậy nhiệt xúc sáng đạo thánh tinh ở trong tay ngươi chỉ ít lãng phí còn không bằng ngoan ngoãn giao ra đây cho chúng ta tại các ngươi trong tay mới là lãng phí sáng đạo thánh tinh không có rơi vào trong tay của các ngươi. Chính là không lọt mắt các ngươi loại này rác rưởi như thế đồ vật. Ngạo thế thánh long càng thêm phẫn nộ tống thiên xuyên bọn họ nghe thấy những này đối thoại sau. Khi bị chấn kinh đến nói không ra lời. Ngạo thế thánh long trong tay lại có sáng đạo thánh tinh. Vậy cũng là so sáng đạo thánh thạch còn muốn hy hi hữu đồ vật bọn. Họ đều là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ tu vi đi. Trầm tường nói rằng, tiếp cận đỉnh cao. Tống Thiên Xuyên nói rằng, thực lực rất mạnh. Không phải cuồng đao ngũ hổ cái kia đầu lĩnh có thể sánh được ai. Nấy đều thấy được cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc ông lão chỉ là đang chọc giận ngạo thế. Thánh Long, để ngạo thế Thánh Long lao ra kết giới, ngạo thế Thánh Long gầm lên giận dữ. Hóa thành một đạo hỏa hồng ánh sáng, dĩ nhiên vọt ra, chết tiểu tử, mau mau đi vào ngạo thế thánh long đi ra trong nháy mắt đối trầm tường bên này bên này hét lớn một tiếng đồng thời thả ra tám cái hỏa diễm cự long đi công kích cái kia tám tên ông lão đem bọn họ quấn quanh lên trầm tường nghe thấy sau khi trong lòng vui vẻ lập tức khống chế lục đạo thần kính phi hành cút đi sắp tới gần hồ nước thời điểm hắn một cái thuấn di tiến vào ở trong hồ cùng lúc đó ngạo thế thánh long rút về giữa hồ một tay nắm lấy lục đạo thần kính sau đó bay lượn lên trôi về bên trong hồ nước tiểu đảo ngạo thế thánh long bay được điều này làm cho cái kia tám tên ông lão nhìn ra đố kỵ không ngớt trong lòng bọn họ cũng đang khiếp sợ vừa nãy rốt cuộc là thứ gì hơn nữa từ ngạo thế thánh long ngữ khí có thể nghe ra là có người ở bên cạnh mà bọn họ nhưng không có phát hiện ngạo thế thánh long nhiều năm như vậy đều không có động tĩnh, hiện tại đột nhiên có động tĩnh, lại là vì tiếp một mình vào đây. Này người đến cùng là ai, trầm tường lục đạo thần kính bị ngạo thế thánh long đưa vào trên hòn. Đảo nhỏ, trầm tường mang theo tống thiên xuyên đám người bọn họ từ lục đạo thần kính bên trong. Đi ra, tần xương nha đầu này đây. Ngạo thế thánh long hỏi, cùng với nàng bà nội cùng nhau. Trầm tường nhìn một chút tiểu đảo, tiểu đảo có một mảnh tiểu rừng rậm, cùng một tòa tòa nhà còn có hoàn toàn trống trải bằng phẳng quảng trường, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ, xin. Chào Thánh Long tiền bối, Tống Thiên Xuyên bọn họ có chút sốt sáng, liền vội vàng hành lễ, ngạo thế Thánh Long đối trầm tường phi thường tín nhiệm. Vì lẽ đó cũng không nghi ngờ hắn những người bạn này cũng được nàng bà nội thực lực có vẻ như không sai. Tại cổ hỏa thần tông cũng là giang đỉnh người. Ngạo thế thánh long thở dài một hơi, thánh. Long Tiền Bối, không nghĩ tới ngươi hóa hình sau khi là dáng dấp này." Trầm Tường cười nói, "Ta, tên là Long Chi Du, gọi ta Long nãi nãi là được." Long Chi Du hiền lành nở nụ cười, Trầm Tường gật đầu nở nụ cười, "Long nãi nãi." "Ta lo lắng chết ngươi, ta biết được bọn họ đem ngươi phái đến ngạo thế hồn hà. Liền biết dụng ý của bọn họ, ta vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới." ta cho rằng cổ hỏa thần tông là vì tốt cho ta, để ta có tiến vào ngạo thế hồn hà cơ hội. Không nghĩ tới bọn họ nhưng là tên như vậy. Long Chi Du cả giận hừ một tiếng, cũng may ta đi tới nơi này. Bằng không cũng thật là có chút nguy hiểm. mươi 3339, thần bí tiểu cô nương. Dấu lớn trầm tường đối nơi này rất là hiếu kỳ, Long Chi Du có thể đi tới nơi này. Khẳng định không phải vận may, lòng nãi nãi, ngươi là làm sao phát hiện nơi này người thật giống như có thể khống chế nơi này kết giới trầm tường hỏi long chi du mặc dù là một cái ngạo thế thánh long nhưng nàng cũng không phải tự nhiên dựng dục ra đến mà là người tu luyện được chỉ có điều chủ nhân của nàng đã chết rồi chủ nhân ta khi còn sống đã từng tới nơi này nơi này chính là hắn cùng thái dương lão tổ liên thủ cải tạo bây giờ thái dương lão tổ mất tích ta nguyên bản tới nơi này cũng chỉ là muốn nhìn hắn có phải là ở chỗ này long chi du để trầm tường giật này cả mình nơi này lại là thái dương lão tổ kiến tạo vậy người ở đây có hay không các phát hiện khác trầm tường nhìn chung quanh tỉ như một ít bảo bối cái gì long chi du lắc lắc đầu không có bảo bối gì đúng là phát hiện một cái tiểu cô nương ở chỗ này ta dọc theo đường đi đến đều bị cái kia tám cái lão ra hỏa truy sát suýt chút nữa liền không thể tới tới đây cũng may đột nhiên bốc lên một cái tiểu cô nương đem ta lôi vào rất kỳ quái nàng lại biết làm sao khống chế nơi này kết giới ra sao tiểu cô nương lợi hại như vậy nàng người đâu trầm tường hỏi ai nàng vì cứu ta bị thương không nhẹ hiện tại chính đang trong phòng chữa thương đây bị thương thật nặng không biết ngươi có hay không đan dược gì giúp nàng chữa thương lòng chi du than thở cái tiểu cô nương kia chỉ là đột nhiên cứu nàng Nàng cũng chưa kịp cùng tiểu cô nương nói chuyện, tiểu cô nương liền đi chữa thương. Cho nên nàng chỉ có thể tại này bên ngoài bảo vệ chữa. Thương cái gì, ta sở trường nhất, mang ta đi nhìn cái tiểu cô nương. Trầm Tường vẻ mặt thành thật nói rằng, "Ngươi, tiểu tử này, đến thời điểm có thể đừng động tay động chân." Long Chi Du dặn dò, nàng nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, ngay. Ở Long Chi Du muốn mang Trầm Tường đến xem cái tiểu cô nương kia thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra truyền đến suy yếu âm thanh có phải là những kia bại hoại đi vào làm sao như vậy ồn ào nghe thấy thanh âm kia trầm tường liền cả người run lên sau đó nhìn sang lập tức nhìn thấy cái kia quen thuộc mỹ lệ khuôn mặt tiểu cô nương này dĩ nhiên là long tuyết di tuyết di trầm tường một cái thuấn di vọt tới vội vàng đỡ lấy long tuyết di tiểu bại hoại long tuyết di nguyên bản hết sức yếu ớt nhưng nhìn thấy trầm tường sau khi nhưng trở nên hết sức kích động viên mắt ướt át sau đó nhào vào trầm tường trong lòng tiểu thí long ngươi làm sao đi tới nơi này nhỉ trầm tường đối này phi thường hiếu kỳ các nàng nên tại đan thần bí cảnh bên trong nếu là nghĩ đến tới đây đầu tiên phải đến thần hoang sau đó tại đi vạn đạo bên trên cuối cùng lại tiến vào ngạo thế hồn hà quá trình này phi thường phức tạp nói rất dài dòng ta bị thương nhanh giúp ta chữa thương Long Tuyết Di dịu dàng nói, mau mau nhanh, ta còn tưởng rằng ta muốn xong đời đây, Long. Chi Du sửng sốt tiểu cô nương này lại cùng Trầm Tường rất quen thuộc. Hơn nữa còn rất thân mật, nàng có thể một chút nhìn ra. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di chỉ thấy thứ tình cảm đó. Như là phu thê như thế, Trầm Tường lập tức để Long Tuyết Di dĩ nhiên u dao sơn trang. Sau đó Mỹ cảnh tỉ muội sử dụng tái sinh lực lượng trợ giúp nàng chữa thương. Đồng thời còn triển khai lĩnh vực thời gian vừa nãy. Vừa mới cái kia cô nương, có phải là cũng là một con rồng? Vu Y Lan cau mày hỏi, ta làm sao từ trên người nàng cảm ứng được nhàn nhạt long khí tức? Chỉ có điều khá là kỳ lạ, ta có cảm giác như vậy. Nhưng ta cảm thấy khả năng là trên người nàng có chứa cùng long có quan hệ thần khí đi. Cho nên mới phải có cái cảm giác này, thời đại này long cũng không nhiều. Long Chi Du lắc lắc đầu, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ điên cuồng săn giết ta, mọi. Người lúc này đều ngồi ở một tấm bàn đá nói chuyện phiếm. Chờ đợi Long Tiết Di chữa thương đi ra, tại Mỹ cảnh tỉ muội chữa trị bên dưới. Long Tiết Di rất nhanh sẽ khôi phục, lúc đi ra trở nên nhảy nhót tưng bừng. Cười khanh khách liên tục, nghịch ngợm đáng thương, tràn ngập hoạt bát. Này chính là trầm tường quen thuộc Long Tiết Di, tiểu cô nương, cảm tạ ngươi cứu ta, thực sự là vô cùng cảm kích. Long Chi Du vội vàng nói, không biết xưng hô như thế nào, Long. Nãy nãy, ta tên Long Tiết Di, ta là một con rồng, chỉ có điều không có ngươi lợi hại như vậy. Long Tiết Di cười ngọt ngào nói, ta là Bạch Long, Long. Chi Du sửng sốt, nhìn trầm tường, Tống Thiên Xuyên bọn họ cũng ngây người. Nhìn thấy Long Chi Du này điều lão Long, bọn họ đều giật mình không thôi trước mắt lại còn có một con rồng nhỏ, hơn nữa biến thành hình người. Lại là một cái khả ái như vậy tiểu cô nương, nhất làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Long Tiết Di cùng Trầm Tường quan hệ phi thường thân mật, Trầm Tường cười không nói. Long ở đây tuy rằng ít thế nhưng tại Đan Thần Bí cảnh bên trong có thể nhiều đến là Cửu Tiêu Long thành bên trong thì có một cái mạnh mẽ long tộc phát triển đến hiện tại. Có ít nhất 10 vạn con rồng, nếu như toàn bộ tu luyện tới ngạo thế thánh cảnh, Nguồn sức mạnh kia là đủ khinh thường toàn bộ vạn đạo bên trên tuyết. Di, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Này tự hồ không thể. Trầm tường cau mày nói rằng, nơi này có một cái cổ xưa cổ truyền tống trận. Là thần đàn chi linh mở ra một cái truyền tống trận sau khi đem ta đưa tới. Hắn nói có thể đem ta đưa đến cái gì ngạo thế hồn hà bên trên, nhưng vì lý do an toàn. Hắn chỉ truyền tống ta tới, bởi vì ta là long, thân thể mạnh mẽ. Long Tiết Di le lưỡi một cái, chỉ là không nghĩ tới. Đến đánh một cái chim không thèm ị địa phương, hơn nữa đâu đâu cũng có mạnh mẽ thú loại. Ta cũng không dám đến nơi đi loạn, chỉ có thể ở lại đây, thần đàn chi linh. Ngươi là làm sao gặp phải hàng này? Trầm tường lại tò mò hỏi, là Trần Tài nha. Trần Tài cùng thần đàn chi linh mở ra một con đường. Để thần thổ cấm địa cùng đan thần bí cảnh nối liền cùng nhau sau đó chúng ta liền có thể đi vào thần thổ cấm địa. Sau đó tại thần đàn chi linh dưới sự giúp đỡ, chúng ta bố trí thời gian trận pháp cái gì? Chúng ta đều ra tốc tu luyện, bởi vậy, liền có thể chống đối thái dương thần tộc công kích trầm. Tường suy nghĩ một chút, điều này cũng không cái gì không thể. Đàn thần bí cảnh bên trong có một luồng sức mạnh to lớn, trần tài là biết đến. Vì lẽ đó hắn mới cùng thần đàn chi linh thương lượng đem nguồn sức mạnh này trở nên càng mạnh hơn, bởi vậy. Thần thổ cấm địa tại thiên cổ thái giới chính là sự tồn tại vô địch. Đặc biệt cái kia một đoàn long, nếu như có thể được mạnh mẽ. Sẽ là nhân vật rất đáng sợ, long tiếc di hiện tại chỉ là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao. Nàng có thể cho tại thần thổ cấm địa bên trong tu luyện tới thực lực này, tương đối khá cái. Kia, người có thể hay không trở lại? Trầm tường hỏi, đương nhiên có thể bất quá mỗi một quãng thời gian chỉ có thể mở ra một lần bởi vì mở ra một lần truyền tống trận cần tinh hoàng ta chỗ này không có chỉ có thể từ bên kia mở ra tinh hoàng đều là tiên tiên cùng mộng nhi các nàng luyện chế lòng tiết di nói rằng tống thiên xuyên bọn họ nghe được sững sờ sững sờ mở ra truyền tống trận lại muốn sử dụng tinh hoàng loại này vật quý giá hơn nữa tinh hoàng lại còn có thể luyện chế nghe tên vẫn là hai cô gái luyện chế Chuyện này, quá nghịch thiên, ngay ở bọn họ chuyện phiếm thời điểm. Tiểu đảo đột nhiên rung động, sau đó truyền đến một tiếng minh khiếu, ai? Nha, là tuyết quánh đến rồi. Lòng tiết di cười duyên nói. Khả năng chỉ có chúng ta những thần thú này có thể chống đỡ truyền tống thì sức mạnh đi. Vì lẽ đó cũng đem nàng làm ra tuyết quánh, thực sự là Phượng Hoàng Công Chúa. Cũng là trầm tường nữ nhân. bốn 3340, Phượng Hoàng Bạch Long dấu lớn mọi người vội vàng nhìn về phía Long Tiết Di chạy đi địa phương. Chỉ thấy bên kia dâng trào ra một áng lửa. Sau đó một con Mỹ lệ tuyệt luân hỏa diễm chim thần bay ra. Này con thần thánh mà Mỹ lệ hỏa diễm chim thần. Để đỗ nhu khả bọn họ nhìn ra ngây người như phỗng, Long Chi Du mặc dù là một cái lão Long. Nhưng cũng bị này kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ ra, đến cùng là nơi nào dĩ nhiên bốc lên nhiều như vậy ngạo thế thần thú đến chim thần phượng hoàng đây chính là tuyệt tích nha long chi du thở dài nói phượng hoàng trên người thánh quang lóe lên sau đó rơi rụng mặt đất hóa thành một tên ăn mặc trắng nõn quần áo tuyệt mỹ nữ tử tiết oánh trầm tường đi tới hô người như thế lại ở chỗ này tiết oánh vốn tưởng rằng truyền tống đến nơi này đến tìm kiếm trong truyền thuyết sáng đạo Thánh Thạch không nghĩ tới lại gặp phải Trầm Tường, điều này làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Lập tức cùng Trầm Tường ôm ấp lên, tần lão đầu cười tủm tỉm nói rằng, tiểu tử này, thực sự là lợi hại, lòng nữ cùng phượng hoàng nữ hắn đều nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn không bình thường, Trầm Tường đem chuyện nơi đây đơn giản nói cho Tiết Oánh, làm cho nàng hiểu rõ trải qua xem. Gia thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không đủ ở chỗ này khắp nơi đi loạn. Tiết oánh nghe được sau khi, hít một tiếng. Nàng cùng Long Tiết Di đều chỉ có ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, mà bây giờ nhìn lại. Các nàng chỉ ít nắm giữ ngạo thế thánh cảnh thực lực tiết oánh cùng mọi người nhận thức sau. Khi, nói chuyện phiếm một phen, Long Chi Du cũng nhìn ra trầm tường cùng hai người bọn họ nữ tử. Có chuyện riêng tư muốn nói, liền cho Tống Thiên Xuyên bọn họ nháy mắt ra dấu. Bọn họ cũng rõ ràng, Tống Thiên Xuyên bọn họ làm bộ muốn nghỉ ngơi đi tới bên hồ một tòa phòng nhỏ, Long Chi Du nhưng là tại mặt khác một chỗ, đi. Thôi, chúng ta vào phòng bên trong nói chuyện. Trầm tường cười khà khà nói rằng. Điều này làm cho Long tiết gì cùng tiết oánh mặt ngọc mặt hồng hào, sau khi tiến vào phòng. Nhiều năm không gặp bọn họ, thiếu không được thân thiết một phen. Lấy này đến phát tiết nhiều năm nhớ nhung nỗi khổ, hiện. Tại mọi người đều có thể tiến vào ngạo thế cuồng cảnh, nhưng lại buổi tối liền khó khăn người hiện tại là ngạo thế thánh cảnh đến cùng là làm sao đột phá tới lòng tuyết di ngọt ngào chán y ôi tại trầm tường trong lòng tuyết oánh cũng tựa ở trầm tường vai nói rằng phùng tỷ các nàng có thể luyện ra đan linh loại này rất lợi hại đồ vật tiểu bại hoại ngươi có thể hay không luyện chế ra đan linh đương nhiên có thể ta có hai cái đan linh đây tiểu thí long tại u dao sơn trang bên trong nên gặp trầm tường nói rằng a à, lẽ nào cái kia hai cái tiểu nha đầu chính là lòng tuyết di gặp giang tư lệ cùng giang tư hoa thế nhưng người là nam nha người đan linh nên cũng là nam mới đúng tuyết oánh nói rằng nàng là phượng hoàng có thể phóng thích hỏa diễm cũng muốn học tập luyện đan vì lẽ đó đã từng cùng tô mị giao các nàng hỗn quá một quãng thời gian trầm tường đem hắn đan linh sự tình nói cho tiết oánh tuyết oánh sau khi biết được thán phục không ngớt, đúng rồi, hiện tại ai luyện chế ra đan linh đến rồi. Trầm tường hỏi, đan, hương các bên trong Mỹ nữ luyện đan sư đều có thể luyện chế, các nàng lợi hại lắm. Hơn nữa đều là lẫn nhau hỗ trợ luyện chế ra đến. Long tuyết di nói rằng, các nàng hiện tại không cách nào luyện chế ra có thể khiến người ta bước vào ngạo thế thánh cảnh. Đan, đúng không? Trầm tường nói rằng, ừm, các nàng cũng muốn tìm ngươi hỏi một chút, nhưng chính là không biết ngươi ở nơi nào. Long tuyết di kiều hư nói, ngươi cái này người chết, đều mặc kệ chúng ta. Bách hoa thôn bọn tỉ muội có thể tưởng tượng ngươi, thật sao? Ta cũng rất nhớ các nàng nha. Trầm tường cười xấu xa nói, vậy ngươi như thế không trở về đi. Tuyết oánh cũng oán giận nói rằng, thỉnh thoảng trở lại nhìn chúng ta mặt trầm. Tường nói rằng, thân bất do kỷ nha, ta đi tới nơi này cái địa phương cũng rất khó lăn lộn không kiếm ra đầu ta cũng không mặt mũi trở lại đúng rồi các ngươi ai chuẩn bị đi trở về đến thời điểm mang một ít đan cho phùng tỉ làm cho nàng giao cho nàng đan linh ăn nàng đan linh ăn sau khi liền có thể tiến hóa đến thời điểm ngưng đan lại cho cái khác đan linh ăn để những người khác đan linh cũng tiến hóa trầm tường để cái kia hai tên thiếu nữ đan linh bắt đầu ngưng ngạo hồn thánh đan sau đó hắn đem ngạo hồn thánh đan sự tình nói cho long tiết di cùng tiết oánh trầm tường quả nhiên có loại này đan điều này làm cho hai nữ đều cao hứng không ngất nếu không ta và các ngươi trở về một chuyến trầm tường nói rằng hắn cũng muốn sẽ bách hoa thôn đi tiêu sái một quãng thời gian bên trong nhưng là có thật nhiều mỹ nhân chờ hắn đi thương yêu không được ngươi đều là ngạo thế thánh cảnh nếu như thông qua cái kia truyền tống trận sẽ vô cùng nguy hiểm cái kia truyền tống trận hiện tại còn chưa đủ hoàn thiện còn không thể chịu đựng ngươi loại này cấp bậc người tiến hành truyền tống mặc dù là chúng ta đều cực kỳ cật lực lòng tiết di nói rằng chờ tiên tiên các nàng đem truyền tống trận hoàn thiện đến thời điểm ta dẫn các nàng lại đây chơi được rồi như vậy các ngươi ai trở lại trầm tường hỏi ta trở về đi thôi đến trước rồi cùng các nàng ước định cẩn thận truyền tống trận đến thời điểm sẽ mở ra đem ta cùng Tiết Di một người trong đó truyền tống trở lại. Tiết Oánh nói rằng Tiết Di thực lực khá mạnh một điểm. Làm cho nàng ở lại bên cạnh ngươi tốt hơn, vậy ngươi còn đến hay không? Trầm tường có chút nói không chắc Tiết Oánh, Tiết Oánh hôn một cái trầm tường môi. Cười ngọt ngào nói, yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ đến, ta tiểu tình lang, tuyết. Oánh mặc quần áo tử tế, đi xuống giường nói rằng. Đón lấy nên còn có thể lục tục có người lại đây nơi này các ngươi hiện tại tựa hồ gặp phải phiền toái. Nếu không chúng ta truyền tống một ít khá là biết đánh nhau ra hỏa đến, thế nào, đem. Cửu tiêu tiền bối cùng tiểu linh tỷ truyền tống lại đây. Trầm tường suy nghĩ một chút, nói rằng, được, trầm. Tường mở ra lĩnh vực thời gian, để thiếu nữ đan linh năng càng nhanh hơn ngưng ra càng nhiều. Ngạo hồn thánh đan, để tuyết oánh mang về, chỉ là mấy cái canh giờ. Trầm tường liền ngưng ra hơn 200 hạt ngạo hồn thánh đan, ta ở chỗ này chờ cửu tiêu tiền bối cùng tiểu linh tỷ đến. Trầm tường cười nói, lần, sau ngươi lúc nhìn thấy ta, ta chính là ngạo thế thánh cảnh. Tiết oánh đối trầm tường nhu tình nở nụ cười, ngươi có thể phải chăm sóc thật tốt chính mình. Đừng làm quá mạo hiểm sự tình, trầm tường đưa nàng đi tới cái kia cổ xưa truyền tống trận. Truyền tống trận cảm ứng được có người tới, lập tức mở ra, Long Chi Du đi tới, hỏi. Tiểu Phượng Hoàng trở lại, ừm trở lại tìm cứu binh đến thời điểm thương lượng một chút xem có thể hay không bị bên ngoài cái kia tám cái lão ra hòa đánh chạy lòng tiết di cười cợt nói lòng nãi nãi ngươi thật mạnh là ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao chứ nào có ta hiện tại chỉ là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ mà thôi lòng chi du than thở ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ cũng không kém có thể đối kháng tám cái bộ tộc rất mạnh mẽ cường giả lòng tiết di nếu như cũng bước vào ngạo thế thánh cảnh, thực lực cũng không yếu, có thể có thể so với ngạo thế thánh cảnh trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ, Tống Thiên Xuyên nói rằng, hồn hà thần tộc cùng cuồng đao tộc những lão gia hỏa kia, đều là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đỉnh điểm. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao, thực lực rất mạnh. Lòng nãi nãi có thể chính mình một cái đối kháng bọn họ, xác thực phi thường không dễ dàng, đỗ. Nhu Khả nói rằng, chúng ta nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, có thể sẽ tương đối khó khăn. Cũng may nơi này rất tốt, ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm cũng không phải vấn đề gì, trầm. Tường phải giúp Long Tiết Di tăng lên tới ngạo thế thánh cảnh. Chuyện này với hắn tới nói không phải vấn đề gì.